Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.pro. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đều trùng sinh ai thi công chức A của tác giả Liễu Ngạn Hoa Hữu Minh. Tập 30. Chương 291: Con gái khuyên chia tay, con trai khuyên hàn gắn. Đợi đến khi Tống Thị Vi mua bữa sáng quay lại, nhìn thấy bạn cùng phòng Tòng Ni và Từ Linh Linh đều có vẻ mặt kỳ quặc muốn nói lại thôi. Cô cũng không hỏi nhiều, đặt túi bánh bao và quẩy trước mặt Trần Trứ. "Cậu không ăn nữa à?" Trần Trứ hỏi. Tống Thị Vi lắc đầu, mái tóc đuôi ngựa mềm mại khẽ lướt qua vai. Nghe thấy câu này, Từ Linh Linh vừa mất trứng cuối cùng cũng thở phào một hơi. Nếu không, cô phải cân nhắc xem có nên mách Vi Vi, lúc nãy cậu không ở đây, Trần Trứ lén uống sữa của cậu hay không. Ăn sáng xong, Tống Thị Vi dùng giọng khuyên nhủ, hỏi Trần Trứ, cậu vẫn đi học à? Về nghỉ ngơi trước đi. Trần Trứ nghĩ một lát, từ chối, về ký túc thì mình đoán mình sẽ ngủ đến tối mất, sấm đánh cũng không dậy nổi. Hôm nay có việc quan trọng, mình đến thư viện chợp mắt một chút. Ở thư viện chỉ có thể nằm gục xuống bàn ngủ, ngủ như vậy nhiều nhất 3-4 tiếng sẽ vì không thoải mái mà tự động tỉnh dậy. Trần Trứ đã nói vậy, chứng tỏ việc hôm nay của hắn thật sự rất quan trọng. Tống Thị Vi im lặng một lát, cũng không khuyên thêm, chỉ xách cặp rồi nhẹ nhàng, mình đi thư viện cùng cậu. Sao thế, sợ mình ngủ dọc đường trong bụi cây nào đó à? Trần Trứ vừa xoa mắt, vừa thuận tiện đùa một câu. Tống Thị Vi không nói gì, có lẽ cô hơi giận bạn trai vì không biết chăm sóc cơ thể, nhưng lại không thể không quan tâm cậu ấy. Lúc này không biết Sweet tỷ có nhớ nhung sự nhẹ nhõm khi chỉ có một mình không, dù sao giờ cũng phải chăm sóc người đàn ông kéo chân này. Tòng Ni và Từ Linh Linh tất nhiên đi học trước, nhìn hai cô trụng đầu vào nhau thì thầm, chắc chắn là đang đánh giá lại mức độ thân mật giữa Hoa Khôi Tống và Trần Trứ. Đến thư viện, vẫn là vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ trên tầng 2. Trần Trứ vừa ngồi xuống ghế, lập tức cảm thấy cơn buồn ngủ bao trùm cả người, dường như giây tiếp theo là ngất đi. Cậu đi học đi, Trần Trứ gắng gượng nói, mình ngủ đây. Ánh sáng buổi sớm chiếu qua cửa sổ, rơi trên khuôn mặt lạnh lùng của Tống Thị Vi, trong làn bụi bay lơ lửng, Tống Thị Vi bình thản ừ một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, Trần Trứ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng rồi mất đi ý thức. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, dù sao khi Trần Trứ có ý thức, hắn chỉ cảm thấy bên tai có chút ồn ào, thỉnh thoảng còn có tiếng ghế bị kéo. Trần Trứ vốn muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng cánh tay mỏi nhừ, đột nhiên nhớ ra còn việc chưa làm, một cảm giác cấp bách mãnh liệt kích thích thần kinh, cơn buồn ngủ lập tức biến mất. Có lẽ, đây chính là cái mà đám nô lệ công việc hay nói bệnh hấp hối giật mình tỉnh dậy. Ngẩng đầu mở mắt ra, vẫn ở trong thư viện. Chỉ là không giống như lúc vừa đến vào buổi sáng, bàn học gần đó không có mấy sinh viên, giờ đã ngồi kín hết rồi. Bàn mà hắn đang nằm gục xuống, đối diện là Tòng Ni và cô bạn cùng phòng chưa gặp bao giờ. Trần Trứ không biết tên bạn cùng phòng này vì cô ta không có khuôn mặt quá nổi bật, ngoài ánh mắt toát ra vẻ ngu ngốc trong sáng thường thấy ở sinh viên. Bên cạnh là Tống Thị Vi, cô đang chăm chú tìm kiếm tài liệu trên máy tính xách tay, ngón tay thon dài trắng nõn khẽ gõ trên bàn phím mềm. Người đẹp thì ngay cả móng tay cũng giống như ngọc ngà phát sáng. Cô nhận thấy Trần Trứ đã tỉnh, ánh mắt vốn không có cảm xúc giờ lại thoáng chút dịu dàng hiếm thấy. Mấy giờ rồi? Trần Trứ duỗi người hỏi, các cậu tan học rồi à? 11 giờ 50 phút, Tống Thị Vi nhìn đồng hồ nói. Ồ, Trần Trứ nghĩ thầm giấc này ngủ thật đúng lúc, ngủ từ bữa sáng đến bữa trưa. Lúc này, Tòng Ni nhìn Tống Thị Vi một cái, do dự một lát rồi nói, Trần Trứ, tớ và Linh Linh đi học rồi, nhưng Vi Vi không có, cậu ấy vẫn luôn ở thư viện với cậu. Thật à, Trần Trứ có chút ngạc nhiên, hắn biết rõ Sweet tỷ là người thích học. Vẻ mặt Tống Thị Vi không chút gợn sóng, như thể đây là chuyện rất bình thường, nếu không phải Tòng Ni nói ra, có lẽ cô cũng không nhắc đến. Nếu biết thế này, mình đã thuê một khách sạn ngủ cho rồi. Trong đầu Trần Trứ bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ xấu xa. Nếu vậy, liệu Hoa Khôi Tống có vì chăm sóc mình mà cũng đến khách sạn cùng không? Không biết vì sao, có lẽ là do lần trước ngủ một đêm ở khách sạn với Du Huyền, bây giờ Trần Trứ cứ nghĩ đến chuyện đi thuê phòng khách sạn với mấy cô gái xinh đẹp, cho dù chỉ là ngủ thôi. Đang lúc Trần Trứ tưởng tượng,
Tống Thì Vi chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn, lúc cậu ngủ, có hai cuộc gọi nhỡ. Tim Trần Trứ đột nhiên thắt lại. Những cậu trai hay đi lăng nhăng thì trong lòng đều biết, trong tình huống này, điều lo nhất là có cuộc gọi từ cô gái khác. Còn lo hơn là cô gái bên cạnh đã nghe máy, thậm chí hai người đã nói chuyện với nhau. Tuy nhiên, Trần Trứ bề ngoài vẫn rất bình tĩnh, làm như không có gì mà cầm điện thoại lên, mở ra nhìn một cái. Thì ra là của Hạ Tuệ Lan, lúc này lòng hắn mới có thể yên ổn trở lại. Nhưng sơ suất hôm nay cũng khiến Trần Trứ tỉnh ngộ, giống như sau khi xem phim heo xong nhất định phải xóa sạch lịch sử trình duyệt, lần sau trước khi ngủ điện thoại phải để chế độ im lặng, thậm chí tắt máy. Alo, cô Hạ. Trần Trứ gọi lại cho Hạ Tuệ Lan trước mặt Tống Thì Vi. Vì bây giờ là buổi trưa, sinh viên trong thư viện đều đi đi lại lại để đi ăn trưa, nên trong thư viện mới có tiếng ghế kêu cọt kẹt, gọi điện cũng không ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Ồ, tiền lấy ra rồi à? Được được, tôi quay về ngay. Trần Trứ cúp máy, quay đầu nói với Tống Thì Vi, mình không đói bụng, trưa nay mình đi làm việc trước. Tống Thì Vi gật đầu, khi nào xong việc quay lại, mình muốn bàn với cậu chuyện công ty công nghệ mạng Đào Mễ. Trong lòng Trần Trứ hiểu rõ, có lẽ mấy ngày nay Sweet tỷ đã có quyết định đầu tư. Trước khi đi, Trần Trứ lịch sự gật đầu chào từ Linh Linh và Tòng Ni. Tòng Ni quen với Trần Trứ rồi, nên mỉm cười đáp lại coi như chào. Từ Linh Linh mặc dù trước đây từng học cùng lớp Đại Cương với Trần Trứ, nhưng Trần Trứ lúc đó toàn ngồi tít hàng cuối, bản thân hắn lại rất khiêm tốn, trước đây thật sự chưa từng gặp. Tuy gần đây cô dần biết Tống Thì Vi và Trần Trứ có dính dáng với nhau, nhưng Trần Trứ lại thường xuyên xin nghỉ. Hôm nay là lần đầu tiên vén màn gặp mặt nhân vật này, Từ Linh Linh cũng có chút xấu hổ vẫy tay. Đừng nghĩ Trần Trứ quá đẹp trai, khiến mặt nhỏ của Từ Linh Linh đỏ lên. Những nữ sinh năm nhất chưa yêu lần nào, thấy bạn trai của bạn cùng phòng đều có chung biểu cảm như vậy. Tuy nhiên, cũng đừng nghĩ rằng sự xấu hổ này là biểu hiện của sự thiện ý. Chẳng qua do khí chất của Tống Thì Vi quá mạnh mẽ, hơn nữa bạn thân thực sự của cô là Miu Giai Văn, mối quan hệ với bạn cùng phòng đại học luôn được duy trì ở mức không quá xa, không quá gần. Nếu đổi là người khác thì sao? Tin không, bạn Từ Linh Linh lúc nãy còn xấu hổ, ngay lập tức biến thành quân sư, tham mưu trưởng, chuyên gia nổ bom và bậc thầy hầm canh gà độc. Cho dù Trần Trứ hiện tại đã có chút danh tiếng ở Trung Đại, người ta vẫn có thể bắt bẻ đủ thứ. Không phải Trần Trứ thực sự kém cỏi đến vậy, mà là giữa các cô gái rất dễ cảm thấy đối phương không xứng với bạn của mình, chỉ cần con trai làm hơi không tốt, khuyết điểm sẽ bị nói phóng đại lên. Con gái đang yêu nghe lời khuyên của bạn, quay đầu lại chỉ trích bạn trai, cho rằng anh ta thế này không được, thế kia không được. Con trai lại cảm thấy rất oan ức, hai chúng ta yêu nhau, cần người thứ ba cho ý kiến sao? Họ có thực sự biết rõ tình hình không? Thế là hai bên cãi nhau, về sau bạn bè biết chuyện, chậc lưỡi nói, cậu thấy không, tớ nói thằng này không đáng tin mà, nó còn quát mắng cậu. Cuối cùng, đôi trẻ thuận lợi chia tay, đây thực sự là những cảnh thường thấy ở đại học. Ngược lại, con trai thì cơ bản đều khuyên hàn gắn. Có lẽ thấy bạn thân tìm được bạn gái không dễ, thậm chí vì hạnh phúc của họ, bạn bè đều cố ý giảm số lần rủ con trai ra ngoài uống rượu chơi game. Ở điểm này, với bạn học Tiểu Mưu thì hoàn toàn khác. Hồi trung học đã liên tục nói tốt cho Trần Trứ, có lẽ cô ấy cảm thấy thúc đẩy một mối tình còn có thành tựu hơn là phá hoại. Chương 292, tứ không lưỡng trực. Trần Trứ không cần lo lắng về vấn đề bạn thân khác giới. Dù sao đi nữa, trong chuyện tình cảm, cả Du Huyền và Tống Thì Vi đều là những cô gái rất có chủ kiến, đã xác định rồi thì sẽ không nghe lời gièm pha của người khác. Quay lại văn phòng, Hạ Tuệ Lan lập tức đưa cho hắn một chiếc vali da đen và máy đếm tiền. Nếu chuyện này không xảy ra giữa Thanh Thiên Bạch Nhật tại thung lũng công nghệ, mà ở một tầng nhà bỏ hoang nào đó, có lẽ còn tưởng rằng đang tiến hành giao dịch gì đó rất mờ ám cơ. Trần Trứ kéo rèm cửa lại, mở vali, bên trong là từng xấp tiền mặt hiện ra. Máy đếm tiền không phải để kiểm tra tiền giả, mà để đếm chính xác số tiền cụ thể. Trần Trứ từng nghe kể một chuyện thú vị, đảm bảo thật, một người tên A vốn định gửi đặc sản địa phương trị giá 50.000 tệ cho lãnh đạo. Nhưng đêm trước bị con ông ta rút mất 1.000 tệ, đứa bé sợ bị mắng nên không dám nói. Vì vậy, lãnh đạo của A chỉ nhận được 49.000 tệ đặc sản. Lãnh đạo vốn quen độc đoán, trong lòng biết rõ A không cố ý thiếu 1.000 tệ, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái. Chuyện vốn đã đồng ý, cũng chỉ làm một nửa,
vị trí đáng lẽ là trưởng phòng, giờ trở thành phó trưởng phòng thường trực, phụ trách toàn diện công việc. Thoạt nhìn thì phó trưởng phòng phụ trách toàn diện công việc và trưởng phòng không khác biệt lắm, nhưng thực ra khác biệt rất lớn, biết đâu lúc nào đó sẽ có một trưởng phòng chính danh hạ cánh xuống. Cách Trần Trứ làm việc vừa cẩn thận vừa hào phóng. Cẩn thận là hắn sẽ không để tình huống đặc sản 49.000 tệ xảy ra với mình nên phải tự tay kiểm tra lại. Hào phóng là rõ ràng Vương Hữu Khánh nói 400.000 tệ là đủ, nhưng Trần Trứ chuẩn bị 500.000 tệ. Lý do đầu tiên là Trần Trứ không biết 400.000 tệ này có phải là tiêu chuẩn tối thiểu của vị đại gia bất động sản đó không. Trần Trứ không muốn mang tiêu chuẩn tối thiểu đi gặp nên cho thêm 100.000 tệ. Trần Trứ còn nghe một chuyện có thật khác, cũng đảm bảo thật, một người tên B nhờ người trung gian giúp kết nối gửi đặc sản, người trung gian giơ hai ngón tay. Kết quả, B lại cười gượng hỏi, có thể giảm 20% không, không được thì giảm 10% cũng được. Lúc đó, người trung gian mặt xanh như tàu lá chuối, rượu cũng không uống nữa, mà quay người đi ngay. Trần Trứ nghe thấy thiếu chút nữa là bật cười, tình huống này nếu không muốn tặng thì đừng tặng, đã tặng thì rộng rãi lên, co kè mặc cả là sao. Nghe thôi cũng thấy thật vô lý, nhưng thực tế thế giới rộng lớn lắm chuyện lạ. Tất nhiên, ngoài việc không muốn bị người ta coi thường, việc thêm 100.000 tệ còn có lý do thứ hai. Vị đại gia đó không muốn ra mặt, mọi chuyện đều do Vương Hữu Khánh làm trung gian, vậy ông ta có cần lợi lộc không? Mặc dù Trần Trứ tin 99% chắc chắn rằng Vương Hữu Khánh sẽ không làm chuyện ăn chia này, như vậy thể hiện tầm nhìn quá ngắn hạn. Nhưng nếu lỡ có thì sao? Lỡ như Vương Hữu Khánh cảm thấy mình vất vả chạy ngược chạy xuôi, chẳng lẽ không nên thu chút phí chạy việc? Trần Trứ không muốn đánh cược, cũng không thể thử, trực tiếp cho thêm 100.000 tệ. Vương Hữu Khánh có lấy thì lấy, không lấy thì gửi hết, dù sao với kỹ năng xây dựng quan hệ của Trần Trứ, hắn sẽ sớm biết rõ thôi. Trần Trứ kiểm tra xong lập tức ra khỏi cửa, nhưng ánh mắt của cô giáo Hạ Tuệ Lan lại có chút phức tạp. Vị ông chủ này tiêu tiền như nước, tối qua khi nhận được tin nhắn, cô lo lắng mà nói yêu cầu của Trần Trứ với lão Tằng. Tằng Khôn là một trí thức và kỹ sư kỹ thuật, ông không có khái niệm nhiều về tiền bạc, nhiều lúc chỉ coi nó là con số mà thôi. Nhưng ông rất tin tưởng Trần Trứ, dù sao đây là người đã cứu vớt sự nghiệp nửa đời sau của ông. Dĩ nhiên Trần Trứ cũng không phụ lòng tin tưởng này, ngay cả quảng cáo trên đài truyền hình mà hắn cũng có thể tự mình đàm phán xong xuôi. Vì vậy, lão Tằng chậm rãi nói với vợ đừng nghĩ nhiều, Trần Trứ làm vậy chắc chắn có lý do của thằng bé. Hơn nữa bây giờ trang web đã có lợi nhuận, chúng ta cứ làm tốt công việc của mình là được. Đừng nhìn Trần Trứ tuổi còn trẻ, tính cách hòa nhã, nhưng cậu ấy có tố chất làm lãnh đạo từ trong máu, giờ cậu ấy bỏ ra 500.000 tệ, có khi thu về 500 triệu tệ. Lão Tằng lẩm bẩm mấy câu rồi lại từ từ ngủ tiếp. Hạ Tuệ Lan biết chồng mình là người đầu óc cổ hủ, không hiểu rõ một số mối quan hệ xã hội nên nằm suy nghĩ trên giường. Cô luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, không phải vì số tiền 500.000 này mà có lẽ còn có sơ suất ở chỗ khác. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Trần Trứ xách vali rời đi lúc nãy, Hạ Tuệ Lan đột nhiên thông suốt. Cô lập tức đi đến văn phòng của lão Tằng, đóng cửa lại nhỏ giọng nói, anh Tằng, em nghĩ em không thể kiêm nhiệm công việc tài vụ của công ty nữa. Trước đây Hạ Tuệ Lan từng làm kế toán cho nhà máy quốc doanh, nên khi Xui Hui mới thành lập không lâu, tự nhiên được Trần Trứ mời kiêm nhiệm công việc tài vụ công ty. Vì sao vậy? Lão Tằng khó hiểu hỏi. Anh đúng là ngốc thật. Hạ Tuệ Lan liếc nhìn ra sau, một lần nữa xác nhận cửa đã đóng, rồi mới nói, anh là giám đốc công ty. Em lại là người phụ trách tài vụ công ty, Trần Trứ có lo lắng rằng chúng ta sẽ liên thủ lật đổ cậu ấy không? Em đừng có nói bừa. Lập tức, lão Tằng cười lớn, Trần Trứ là người sáng lập, ai có thể lật đổ cậu ấy chứ? Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của vợ, dù thật thà như giáo sư Tằng cũng dần dần nhận ra vấn đề. Trần Trứ ở công ty thì không sao, nhưng nếu cậu ấy đi công tác, mà mình và vợ cùng hợp tác, hình như thật sự có thể làm chuyện lừa trên rối dưới. Trần Trứ đã nói với em sao? Tằng Khôn lo lắng hỏi. Không có. Hạ Tuệ Lan lắc đầu, cậu ấy vẫn rất tin tưởng em, nhưng em nghĩ đợi đến lúc cậu ấy đề cập thì đã muộn rồi. Anh từng nói cậu ấy bẩm sinh đã có tố chất làm lãnh đạo, kiểu người như vậy có cho phép tồn tại mối nguy hiểm không? Thực ra, trong lòng Hạ Tuệ Lan rất biết ơn sự tin tưởng của Trần Trứ. Cậu ấy đâu phải con rể mình,
nhưng lại có thể đặt mình và lão Tằng vào vị trí quan trọng trong công ty, có thể thấy lòng bao dung của cậu bé này đủ lớn. Chúng ta nên làm gì đây? Giáo sư Tằng vội vàng hỏi, về lập trình thì ông không phục ai, nhưng trong lĩnh vực này ông thực sự không giỏi. Em sẽ chủ động từ chức vị trí tài vụ, yên tâm làm nhân viên chăm sóc khách hàng. Hạ Tuệ Lan nói, chúng ta chủ động một chút, ít nhất cũng giữ được lòng người. Em nói có lý. Tằng Khôn đưa cho vợ một tách trà nóng vừa pha, cổ nhân có câu, lấy vợ lấy người hiền, nhiều năm qua, em thật sự là người vợ đảm của gia đình này. Hứ, anh biết là tốt rồi. Được chồng khen, cô giáo Hạ Tuệ Lan tuy hơn 50 tuổi rồi nhưng trong lòng cũng rất vui, khuôn mặt lộ vẻ ngượng ngùng như đôi tình nhân trẻ. Hai vợ chồng lão Tằng ở đây trải qua giây phút ngọt ngào, cứ nghĩ mình hiểu chuyện sớm, tránh được những hiểu lầm về sau. Thực ra đây chính là kết quả của việc ám chỉ không ngừng từ Trần Trứ. Tất nhiên Trần Trứ biết rằng điều quan trọng nhất trong một công ty, đơn vị là nhân sự và tài vụ. Hạ Tuệ Lan nắm tài vụ, Tằng Khôn hiện tại chỉ đứng dưới Trần Trứ, hai vợ chồng này thực sự có quyền lực quá lớn. Chỉ là công ty phát triển quá nhanh, Trần Trứ vẫn chưa kịp xử lý. Một lý do khác là nếu điều chuyển trực tiếp, rất dễ làm tổn thương tình cảm nhiệt huyết của lão Tằng và cô Hạ, dù sao họ luôn cống hiến hết mình cho công ty. Vì vậy, Trần Trứ luôn khéo léo ám chỉ. Khéo léo thế nào? Đây là một mẹo nhỏ, Trần Trứ thường viện cớ mình phải đi học để Hạ Tuệ Lan cầm phiếu chi đến tìm Tằng Khôn ký tên. Lúc đầu, Hạ Tuệ Lan không nhận ra có gì không ổn, nhưng làm nhiều lần, bản thân cô cảm thấy có gì đó sai sai. Bởi vì chỉ cần Tằng Khôn ký tên, theo quy định công ty là có thể nhận tiền rồi. Nói cách khác, cho dù là phiếu chi giả, chỉ cần hai vợ chồng họ giữ bí mật, vẫn có thể đàng hoàng ăn tiền. Đây chính là lý do Hạ Tuệ Lan luôn cảm thấy không ổn, cô cảm thấy thiếu một sự giám sát cần thiết. Trần Trứ không có ý định tạo ra một cái bẫy Trịnh Bá Khắc Đoạn Vu Yên, cố tình dụ cô Hạ phạm sai lầm. Như vậy thì quá ám muội rồi, bởi vì hắn vẫn rất tin tưởng vợ chồng lão Tằng. Trần Trứ chỉ dùng cách này, hy vọng lão Tằng hoặc Hạ Tuệ Lan có thể hiểu rằng mối quan hệ của hai người sẽ khiến hệ thống công ty hình thành lỗ hổng. Hôm nay Hạ Tuệ Lan đột nhiên nhận ra điều này và như Trần Trứ mong muốn trong lòng, chủ động điều chỉnh. Xem, một phó giám đốc sở hơn 30 tuổi, trí tuệ cảm xúc và chỉ số thông minh có phải là cao không chứ? Trần Trứ vẫn chưa biết cô giáo Hạ Tuệ Lan cuối cùng đã hiểu được ý tốt của mình. Hắn vừa ra khỏi khu đã liên hệ với Vương Hữu Khánh, hỏi ông ta có ở văn phòng không? Tôi đang ở Vân Hải Nguyệt đây. Giọng của Vương Hữu Khánh trong điện thoại nghe như vừa mới ngủ dậy, bên cạnh còn có tiếng phụ nữ nhỏ nhẹ. Trần Trứ ngẩn ra một chút, hắn biết vợ con Vương Hữu Khánh đều không ở Quảng Châu. Vân Hải Nguyệt là gì? Trần Trứ tò mò hỏi. Ha ha! Thấy Trần Trứ cũng có lúc ngây ngô, Vương Hữu Khánh không nhịn được cười lớn, là câu lạc bộ, cậu đúng là một thằng nhóc còn non nớt, không hiểu cũng là chuyện bình thường. Con mẹ nó! Trần Trứ trợn trắng mắt, không phải là hắn không biết đến các câu lạc bộ, chỉ là không biết đến các câu lạc bộ của năm 2008. Mấy cái tên như Vân Hải Nguyệt, Sơn Hải Tình, đến lúc Trần Trứ đi làm thì không biết những câu lạc bộ này đã thay đổi tên bao nhiêu lần rồi. Những ông chủ lúc bấy giờ, không chừng lúc đó còn đang học mẫu giáo. Cái gì Vân gì đó ở đâu? Trần Trứ hỏi. Ở gần Đông Sơn Khẩu. Vương Hữu Khánh nói địa chỉ cho Trần Trứ, rồi nói, cậu đợi một lát, hai tiếng nữa gặp ở công ty nhé. Trần Trứ không thèm để ý, cúp máy xong liền gọi một chiếc taxi đi thẳng đến câu lạc bộ. Xuống xe, Trần Trứ thấy Vân Hải Nguyệt là một câu lạc bộ được trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển của Hy Lạp. Đây là gu thẩm mỹ rất bình thường của năm 2008. Bên cạnh là khách sạn 5 sao Hilton, cũng đang hoạt động bình thường. Các câu lạc bộ cao cấp nhất định phải mở cạnh khách sạn 5 sao, như vậy mới tiện nghỉ ngơi sau khi hoạt động, hơn nữa còn tăng cường an ninh rất nhiều. Trần Trứ đứng trong sảnh tầng 1 của câu lạc bộ, lại gọi điện cho Vương Hữu Khánh. Lúc này đại ca Giang Hồ mới biết Trần Trứ không nghe lời mình, nên ông ta chỉ có thể tiện tay mặc một bộ quần áo, đi đôi dép lê rồi vội vàng đi xuống. Nhìn thấy Trần Trứ, Vương Hữu Khánh liền trách móc, chết tiệt. Chẳng phải bảo cậu đến văn phòng đợi sao? Xin lỗi, em đang thực hiện chính sách tứ không lưỡng trực. Trần Trứ cười nói, tứ không lưỡng trực là gì? Lần này đến lượt Vương Hữu Khánh ngơ ngác. Không thông báo, không chào hỏi, không nghe báo cáo, không cần đón tiếp, trực tiếp đến cơ sở, đi thẳng vào hiện trường. Trần Trứ đẩy nhẹ lưng Vương Hữu Khánh, đi nào,
dẫn em đi xem hiện trường của anh đi. Các bạn đang nghe chuyện đều trùng sinh ai thi công chức A của tác giả Liễu Ngạn Hoa Hữu Minh tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 293, ứng phó hoàn hảo của Trần Trứ trong tình huống khẩn cấp. Có gì mà đáng xem chứ? Vương Hữu Khánh không vui, ai lại muốn vô duyên vô cớ đưa người khác đến xem hiện trường chứ? Dù là bạn bè cũng không được. Hơn nữa, bạn bè mà có sở thích này thì chắc tâm lý có phần hơi biến thái rồi. Trần Trứ không nói gì, cười tươi giơ chiếc vali trong tay lên. Lúc này Vương Hữu Khánh mới hiểu ra Trần Trứ có việc cần bàn, cũng không cảm thấy ngại nữa, kéo Trần Trứ đi về phía thang máy, đi thôi, đi xem hiện trường. Đến một căn phòng trong câu lạc bộ, cũng là khách sạn Hilton, vừa đẩy cửa ra là mùi nước hoa nồng nặc ập vào mũi, cách trang trí cũng khác hẳn với các phòng khách sạn bình thường. Khắp nơi là những đồ trang trí màu hồng mộng mị, còn có một số đạo cụ dễ thương, trên tủ đầu giường vứt bừa bãi nội y gợi cảm màu đen. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy tí tách, qua lớp kính mờ có thể thấy bóng dáng thướt tha của một người đang tắm. Thì ra năm 2008 đã chơi nhiều trò như thế này rồi. Trần Trứ nghĩ thầm, đặt chiếc vali lên bàn, cạch một tiếng mở ra. Nhìn thấy bên trong là tiền mặt đỏ, Vương Hữu Khánh nghiêm giọng nói, chiều nay tôi sẽ bay thẳng đến thủ đô. Trụ sở của tập đoàn Vạn Đạt ở thủ đô, Vương Hữu Khánh có lẽ cảm nhận được tốc độ hành động nhanh chóng của Trần Trứ, nên bản thân cũng không thể chậm trễ gì. Đây là phương án xây dựng công ty môi giới bất động sản mà em soạn tối qua. Trần Trứ lại đưa một chiếc USB, cầm cái này cho lãnh đạo của các anh xem. Một đêm mà soạn xong à? Vương Hữu Khánh có chút lo lắng, dù sao thời gian cũng quá ngắn, có cần mở hội thảo chuyên gia thẩm định không? Trần Trứ hiểu nỗi lo của Vương Hữu Khánh, khoát tay nói, không kịp thời gian rồi, anh Vương cứ tin em, phương án xây dựng này chắc chắn là đủ trình độ. Trần Trứ đã từng tham gia toàn bộ quá trình xây dựng một đơn vị mới, chi tiết bên trong phức tạp hơn nhiều so với việc thành lập một công ty. Thấy Trần Trứ hiếm khi không khiêm tốn, Vương Hữu Khánh không nói thêm gì nữa. Thực ra có 500.000 tệ này làm nền, cho dù phương án có tệ đến đâu, chắc chắn lãnh đạo cũng sẽ muốn thử nghiệm một chút. Dù sao, ông ta cũng chẳng mất gì. Khi hai người đang nói chuyện, cửa kính phòng tắm cạch một tiếng bị đẩy ra. Thực ra tiếng nước chảy bên trong đã ngừng một lúc, người phụ nữ bên trong có lẽ đã lén nghe được một lúc lâu rồi, cũng đang phán đoán thân phận của Trần Trứ. Giờ đây vừa mở cửa, cô ta giả vờ như mới phát hiện ra trong phòng có thêm một người đàn ông xa lạ. Vội vàng hốt hoảng nhặt lấy khăn tắm, làm bộ như muốn che cơ thể, nhưng lại vô tình để lộ xuân quang. Trần Trứ liếc nhanh một cái. Khoảng 25 tuổi, cao tầm 1m68, dáng người cũng ổn nhưng hút thuốc uống rượu quá nhiều, khiến da rẻ có chút nhăn nheo, ngực cỡ C, hơi chảy xệ. Trần Trứ lập tức mất hứng, không bằng một góc của Coach tỷ và Sweet tỷ, có gì mà đáng xem chứ? Anh Vương. Cô ta còn làm nũng trách móc, bạn anh đến sao không nói trước, em quên mất không mặc áo choàng tắm rồi. Trần Trứ cười toe toét, diễn xuất như thế này, đến tham gia The Voice Trung Quốc cũng không có ai quay ghế lại cho đâu. Giờ Vương Hữu Khánh có việc, cũng chẳng muốn tán tỉnh, hơi bực bội nói, cô còn sợ bị người ta nhìn à. Đừng có diễn nữa, để anh em tôi thật sự đi kiểm tra hiện trường. Thôi thôi, tôi còn có việc, lần sau nhất định. Trần Trứ cũng không nán lại, trực tiếp rời đi. Anh Vương, anh bạn đẹp trai này nóng tính quá nha. Cô gái cúp C và hơi chảy xệ với Vương Hữu Khánh đã là bạn thân ăn chơi nhiều năm, dù Vương Hữu Khánh có khó chịu, nhưng cô ta cũng không sợ hãi. Con mẹ nó, Vương Hữu Khánh nhìn vẻ mặt lả lơi của cô ta, trong lòng lại bùng lên lửa nóng, ấn đầu cô ta xuống nói, anh đang bực lắm đây. Đang chuẩn bị lùi chuồng, Trần Trứ bỗng nhiên quay lại. Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi ngay nhé. Trần Trứ dặn dò, đột nhiên nhìn thấy đôi nam nữ này cửa cũng chưa khóa đã định thổi kèn rồi. Hắn không khỏi khinh bỉ nói, người ta nói sắc tức thị không, không tức thị sắc, hai người có không gian là sắc ngay nhỉ. Quay về trường thì đã gần 2 giờ, các quầy xếp hàng thông thường đã đóng cửa, Trần Trứ chỉ có thể đến nhà ăn gọi một tô mì bò. Ăn xong rồi lại đến lớp học, hôm nay là ngày 4, mà khoảng 22 lĩnh viện sẽ thi cuối kỳ, nên các giáo sư đều bắt đầu phân chia nội dung quan trọng. Trần Trứ. Lưu Kỳ Minh lén lút đẩy nhẹ vai Trần Trứ, thì thầm, cuối năm rồi, bộ phận tuyên truyền của chúng ta chuẩn bị tổ chức tiệc, Bộ trưởng Đỗ Tu yêu cầu tao hỏi xem mày có rảnh tham gia không.
Bộ phận tuyên truyền, Bộ trưởng Đỗ. Đột nhiên Trần Trứ cảm thấy những cụm từ này có chút không phổ biến. Mặc dù hắn chưa kiếm được nhiều tiền, nhưng mối quan hệ giao tiếp luôn không ngừng mở rộng và nâng cao. Không nói đâu xa, chỉ trong trường thôi mà hắn đã thường xuyên ra vào văn phòng viện trưởng thư của lĩnh viện và bí thư hoàng của đoàn trường. Giờ lại quay đầu tham gia tiệc cuối năm của bộ phận tuyên truyền, cảm giác có chút không quen. Lưu lão đại, Trần Trứ có chút khó xử nói, cuối năm nay tao khá bận, phiền mày nói với bộ trưởng Đỗ giúp. Thôi bỏ đi, lát nữa tao sẽ đích thân giải thích với anh ấy, có lẽ tao không có thời gian tham gia. Nhìn cách Trần Trứ nói chuyện thật lịch sự, thực ra đây cũng là thói quen khi hắn làm việc trong hệ thống nhà nước. Một số lãnh đạo lớn trong thể chế, khi nói chuyện với các đồng chí cơ sở, họ đặc biệt lịch sự và hòa nhã. Trước đây Trần Trứ còn không hiểu rõ, sau này dần dần hắn cũng trở thành như vậy, đôi khi đi điều tra các huyện. Ngay cả khi gặp một công nhân tạm thời không trong biên chế, hắn cũng có thể cười nói vui vẻ. Ngược lại, với những đồng nghiệp trong các bộ phận lại yêu cầu rất nghiêm khắc. Sau khi trọng sinh, những thói quen này cũng theo hắn quay lại, mặc dù có phần giả tạo, nhưng thực sự giúp bản thân xây dựng danh tiếng tốt. Đi đi mà. Lưu Kỳ Minh khuyên nhủ, mọi người khó khăn lắm mới tụ tập được một lần, còn mày lại thường xuyên không thấy bóng dáng đâu, cuối năm rồi không quay về xem sao, nghe nói thầy Trịnh cũng sẽ đến đó. Trần Trứ cười mỉm, từ từ vuốt phẳng một góc trang sách bị gấp, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, Lưu lão đại, có phải mày muốn tao giúp gì không? Lưu Kỳ Minh ngẩn ra, nhìn vẻ mặt nửa cười nửa không của Trần Trứ, chỉ đành cười gượng nói thật. Nghe nói học kỳ sau phó bộ trưởng Nghê Khả Hân dự định thi cao học, bộ phận có khả năng sẽ chọn một người thay thế từ các cán bộ năm nhất. Nếu mày còn ở trong bộ phận, thì tao chắc chắn không có cơ hội. Lưu Kỳ Minh gãi đầu, nhưng cả ngày mày không đi họp, cũng không thấy mặt, chắc chắn không thể là mày rồi. Loại bỏ đối thủ cạnh tranh lớn nhất, ngoài tao thì còn ai nữa? Nhìn vẻ tự tin của Lưu Kỳ Minh, Trần Trứ không khỏi đả kích, đây chỉ là logic của mày, ai biết lãnh đạo đoàn trường nghĩ gì. Không thể nào, Biện Tiểu Liễu hay Dương Cẩm Tường gì đó tao chưa bao giờ để mắt tới. Lưu Kỳ Minh lại năn nỉ, mày quen thầy Trịnh của đoàn trường, trong buổi tiệc giúp tao nói vài lời, cơ bản là chắc ăn rồi. Vậy, được thôi. Trần Trứ đành phải đồng ý, nhưng cũng nhắc nhở, Lưu lão đại, tao góp ý với mày vấn đề này, có thể mày nghĩ mình đã nỗ lực rất nhiều, chức phó bộ trưởng bộ phận tuyên truyền không ai xứng đáng ngoài mày. Nhưng khi lãnh đạo quyết định, họ không chỉ nhìn vào điểm này. Vậy họ nhìn vào cái gì? Lưu Kỳ Minh nghi hoặc hỏi, học kỳ trước tao đã làm bao nhiêu việc, trừ phi lãnh đạo mù, không thì không thể không thấy được. Thầy Trịnh thậm chí còn từng khen trực tiếp khen tao. Tao cũng không rõ. Trần Trứ nhún vai, nói chung, trong vấn đề thăng chức, năng lực và cống hiến không bao giờ là yếu tố ưu tiên quyết định. Sau giờ học, cuối cùng Trần Trứ cũng có thể về ký túc xá chợp mắt một lát. Tuy nhiên, hắn vẫn đặt đồng hồ báo thức vì lúc 8 giờ 30 phút đã hẹn thảo luận với Tống Thị Vi về vấn đề đầu tư của công ty công nghệ mạng Đào Mễ. Khoảng 8 giờ, Trần Trứ tỉnh dậy vội vàng đến thư viện, Sweetie đã đợi ở đó. Tòng Ni và Từ Linh Linh cũng ngồi đối diện, xem ra trước kỳ thi cuối kỳ, các cô ấy sẽ ngồi đây ôn tập. Trần Trứ chào hai cô gái trước, vừa định đi vào vấn đề chính, điện thoại đột nhiên tinh tinh vang lên. Trần Trứ giả vờ chỉnh lại tư thế ngồi, tiện thể liếc nhìn màn hình điện thoại, phát hiện là cuộc gọi từ Vương Hữu Khánh, lúc này hắn mới yên tâm nhấc máy, có chuyện gì vậy? Anh đã đến thủ đô và gặp chủ tịch Khúc rồi. Vương Hữu Khánh cố nén giọng nói, vâng, rồi sao? Trần Trứ nhíu mày, từ giọng điệu hơi trầm của Vương Hữu Khánh, cảm thấy có thể đã xảy ra một số sai lệch. Ừ, ai già? Vương Hữu Khánh thở dài, dường như có điều gì khó nói. Trần Trứ cũng không thúc giục, chỉ là sắc mặt ngày càng nghiêm trọng. Tống Thị Vi có lẽ cảm thấy có gì đó, lặng lẽ liếc nhìn một cái. Trần Trứ không muốn làm Tống Thị Vi lo lắng, mỉm cười với cô, tiện thể nắm nhẹ bàn tay mềm mại không xương của cô. Thực tế, khi người ta nói chuyện điện thoại, suy nghĩ luôn ở trạng thái phân tán, lúc này bất kể bạn đưa gì, họ đều sẽ vô thức nhận lấy. Hành động này của Trần Trứ, phần lớn cũng là một thói quen vô thức. Nhưng Tống Thị Vi có chút ngạc nhiên, vì đây là nơi công cộng. Dù vậy, cô không rút tay lại, chỉ lặng lẽ hạ mắt xuống, cảm nhận nhiệt độ từ bàn tay Trần Trứ truyền đến. Tòng Ni và Từ Linh Linh cũng chú ý đến cảnh này, cả hai kinh ngạc liếc nhìn nhau. Tòng Ni đỡ hơn một chút, vì cô ấy hiểu rõ hơn,
còn Từ Linh Linh thì phải cố hết sức mới kiềm chế được không hét lên. Vậy là, Hoa Khôi Tống thực sự đã có bạn trai sao? Nhìn cách Trần Trứ thoải mái uống sữa đậu nành, tự nhiên nắm tay, có lẽ cả hai đã mở khóa một số tư thế thường thấy giữa các cặp đôi rồi. Thật khó chấp nhận, không ngờ Tống Thì Vi cũng có thể hôn con trai. Từ Linh Linh nghĩ đến việc Hoa Khôi Tống có thể còn đưa lưỡi ra để Trần Trứ mút mát, bỗng nhiên cảm thấy không thể nào chấp nhận được. Trần Trứ nhận thấy biểu hiện kỳ lạ của hai cô gái đối diện, lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn, nên hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay mịn màng của Tống Thì Vi, rồi mới rút tay lại. Tống Thì Vi tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, chỉ là khuôn mặt lạnh lùng băng giá ban đầu không biết từ lúc nào đã thoáng hiện chút ửng hồng, rồi nhanh chóng biến mất. Trần Trứ tiếp tục nghe điện thoại của Vương Hữu Khánh, lão Vương cuối cùng cũng không thể trốn tránh, đành phải kể hết mọi chuyện. Chủ tịch Khúc đã xem phương án xây dựng của cậu, ông ấy rất hài lòng, nhưng... Vương Hữu Khánh giọng nghẹn ngào, ông ấy đã trả lại 500.000 tệ. Ồ, vì sao? Trần Trứ cũng ngạc nhiên, chẳng lẽ vì chê tiền quá ít? Ý của chủ tịch Khúc là, Vương Hữu Khánh khó nói, nhưng không thể không nói, ông ấy nói rằng 500.000 tệ này, coi như ông ấy thêm 5% cổ phần. Ý gì đây? Trần Trứ cũng ngẩn người, tham lam đến mức này sao? Đã tặng 20% cổ phần và 500.000 tệ làm tiền vào cửa, hơn nữa mình còn gánh vác toàn bộ việc xây dựng, vậy mà ông ta vẫn không hài lòng, trả lại 500.000 tệ yêu cầu đổi thành 5% cổ phần khống. Ha ha, Trần Trứ mang theo chút giễu cợt, bản kế hoạch PowerPoint của tôi làm quá hoàn hảo, chủ tịch Khúc xem xong, liền nhận ra đây là dự án kiếm tiền đúng không? Ai già? Vương Hữu Khánh rất xấu hổ, một bên là lãnh đạo, một bên là bạn bè, mình kẹt ở giữa cũng khó xử. Hay thôi bỏ đi, Trần Trứ. Vương Hữu Khánh thở dài nói, dự án này đừng làm nữa. Vương Hữu Khánh đứng trên góc độ của Trần Trứ mà nghĩ, ông ta cũng cảm thấy lãnh đạo cư xử quá đáng. Trần Trứ bên kia im lặng một lát, rồi bình tĩnh hỏi lại, vì sao không làm? Vậy tôi chẳng phải thức đêm vô ích sao? Cậu đồng ý đổi 500.000 tệ lấy 5% cổ phần. Vương Hữu Khánh lập tức bừng lên hy vọng. Đấu tranh nội bộ công ty quá gay gắt, Vương Hữu Khánh luôn muốn tìm đường lui. Nếu dự án môi giới bất động sản thành công thì ông ta có thể yên tâm rồi. Không đồng ý. Trần Trứ thẳng thắn trả lời. Không đồng ý. Nghe câu này, trái tim vừa mới dâng lên đến họng của Vương Hữu Khánh lập tức lại chìm xuống đáy. Anh nói với chủ tịch Khúc. Tiếp theo, giọng Trần Trứ không mang bất cứ cảm xúc nào, chỉ có lý trí và sự rộng lượng sau khi đã cân nhắc thiệt hơn. Thứ mà tôi, Trần Trứ, đã tặng đi thì không có lý nào lấy lại. Mong chủ tịch Khúc nhận lấy chút thành ý này. Thứ hai, tôi tặng thêm 5% cổ phần cho chủ tịch Khúc, hy vọng ông ấy có thể kiên quyết bảo vệ cho dự án của chúng ta. Chương 294, Kiến Vi Chi Trứ sắp đồng thời phát lực. Trần Trứ nói câu này của có nghĩa là gì? Không phải ông muốn dùng 500.000 tệ mà tôi tặng để đổi lấy 5% cổ phần tương lai của công ty môi giới bất động sản sao? Vậy được, tôi vẫn tặng tiền. 5% cổ phần mà ông mong muốn, tôi cũng vẫn sẽ cho ông. Đây là quyết định hoàn hảo mà Trần Trứ đã đưa ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Có 3 lý do. Thứ nhất, làm cho chủ tịch Khúc mất cảnh giác, khiến ông ta cảm thấy mình là một đối tác dễ nói chuyện. Tất nhiên, điều này có chút tinh thần a quy, vì trước khi hợp tác này bắt đầu, chỉ có chủ tịch Khúc là không thể thay thế. Còn Trần Trứ và cả Vương Hữu Khánh đều có thể thay thế bằng người khác. Với tiền đề này, chi bằng làm người tốt đến cùng, tạo dựng một hình ảnh hào phóng hiểu chuyện, đảm bảo dự án này thực sự bước vào giai đoạn thực hiện. Chỉ cần có lợi nhuận, Trần Trứ cầm theo một hộp vàng, không tin rằng không thể thuyết phục được các lãnh đạo cấp cao khác của tập đoàn Vạn Đạt đứng về phía công ty môi giới. Lúc đó, nếu chủ tịch Khúc trách Trần Trứ không giữ lời, Trần Trứ chỉ cần giơ hai tay lên, xin lỗi là ông không tuân thủ quy tắc trước. Thứ hai, cho dù thêm 5% cổ phần, cũng vẫn không chạm đến giới hạn của Trần Trứ. Thật lòng mà nói, trong lòng Trần Trứ, công ty môi giới bất động sản này bao gồm cả rạp chiếu phim, thậm chí là trang web học tập hiện tại. Trong trường hợp lợi ích đủ lớn, tất cả đều có thể bỏ đi. Ngành bất động sản chỉ có khoảng 15 năm hoàng kim, lẽ nào công ty môi giới là phụ thuộc vào bất động sản lại có thể bùng phát lần thứ hai? Hoàn toàn không thể. Trọng tâm của Suhui nhất định là một sản phẩm thay thế WeChat, có lẽ còn là một nền tảng video ngắn giống TikTok. Tất nhiên,
triển khai ô tô điện năng lượng mới trong tương lai cũng không phải là không thể. Không có gì bất ngờ, sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc, Trần Trứ sẽ tổ chức người bắt đầu nghiên cứu về WeChat. Vì vậy, giới hạn của Trần Trứ đối với các dự án như công ty môi giới là quyền sở hữu trên 50% cổ phần. Chỉ cần hắn có thể quyết định hướng đi của dự án này bằng một lời, thì mọi người cùng nhau kiếm tiền thôi. Nhưng nhớ kỹ, phải chú ý đến phong độ, dù sao chúng ta đều là người đọc sách. Như chủ tịch Khúc kiểu này không chú ý đến phong độ, sớm muộn gì cũng bị đá ra ngoài. Thứ ba là để thu phục Vương Hữu Khánh. 20% là điều kiện mà Vương Hữu Khánh đã thỏa thuận với Trần Trứ ban đầu, giờ lãnh đạo của anh ta đột nhiên đổi ý. Điều này với một người làm việc lâu năm trong giang hồ như Vương Hữu Khánh mà nói, chắc chắn là một sự tổn thương đến mặt mũi. Việc Trần Trứ làm thế này chính là giữ thể diện cho Vương Hữu Khánh. Bởi vì sau này dù là công ty môi giới hay rạp chiếu phim, bên Trần Trứ dù là người đóng góp chính về nhân lực và tiền bạc, nhưng rất nhiều công việc điều phối với tập đoàn Vạn Đạt chắc chắn còn cần dựa vào Vương Hữu Khánh. Để ông ta cảm kích mà làm nhiều việc ăn cây táo, rào cây sung, điều này có lợi cho Trần Trứ. Vì vậy, khi Vương Hữu Khánh nghe phản hồi của Trần Trứ, con mẹ nó, chỉ qua điện thoại thôi mà hắn cũng cảm nhận được tên đại lưu manh khét tiếng Vương Hữu Khánh, toát ra cảm giác kính nể, biết ơn và cảm giác tội lỗi sâu sắc đối với Trần Trứ. Loại quy mô làm việc này xa hơn nhiều so với việc nắm lấy ai đó trên bàn rượu hoặc thuần phục một kẻ lừa đảo như Vạn Húc Lâm đã để lại ấn tượng sâu sắc hơn đối với Vương Hữu Khánh. Bởi vì đừng nói Vương Hữu Khánh làm được, thậm chí ông ta còn không nghĩ tới. Anh em, chuyện này tôi nhớ kỹ rồi. Vương Hữu Khánh hít một hơi sâu nói, cái thiệt thòi mà cậu chịu, tôi sẽ chịu trách nhiệm đền bù lại cho cậu. Anh em với nhau, nói mấy câu này là xa lạ rồi, về rồi chúng ta uống rượu. Trần Trứ cười an ủi vài câu, rồi để Vương Hữu Khánh đi trả lời lãnh đạo. Sau khi Trần Trứ cúp máy, đột nhiên phát hiện Từ Linh Linh và Tòng Ni không còn ôn tập nữa, thỉnh thoảng tò mò nhìn trộm sang. Ngược lại, Sweet tỷ vẫn ung dung gõ gõ máy tính, dường như không nghe thấy kỹ thuật giao tiếp cao siêu của Trần Trứ vừa rồi. Mặt mình có hoa, hay mình vừa nói gì đó đại nghịch bất đạo? Trần Trứ hỏi Tòng Ni, hình như mình không có thói quen nói bậy mà. Không có. Tòng Ni lắc đầu, nhìn sang Tống Thị Vi, rồi cười nói, chỉ là những thuật ngữ mà bọn mình học trên lớp, bây giờ cậu đều dùng đến rồi. Đây là thói quen của Tòng Ni, mỗi khi ở cùng với Tống Thị Vi, cô ấy luôn vô thức chú ý đến thái độ của bạn cùng phòng Tống Thị Vi kể cả khi nói chuyện hay làm việc. Tống Thị Vi khẽ nhíu mày, Tòng Ni lập tức im bặt. Nếu Tống Thị Vi không để tâm, thì có nghĩa là không có vấn đề gì cả. Điều này căn bản không giống mối quan hệ bạn học, hoặc có thể nói, Tòng Ni cũng không có ý định tiếp cận Tống Thị Vi chỉ đơn thuần với tư cách bạn học. Cô ấy khá có tâm cơ, nhưng không phải người xấu, chỉ là rất muốn nắm bắt cơ hội để vượt qua giai cấp. Rõ ràng, Tống Thị Vi, người đeo chiếc đồng hồ Cartier Balenciaga trên tay, có thể giúp cô ấy đạt được điều đó. Thuật ngữ, ý cậu là mấy cái như cổ phần danh nghĩa ấy hả? Trần Trứ nhận ra, khiêm tốn nói, thực ra cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, kinh doanh nhỏ mà dùng mấy từ ngữ lớn lao như vậy, thực sự xấu hổ. Không phải đâu. Tòng Ni lại quan sát biểu cảm của Tống Thị Vi, rồi nói, Trần Tổng, trang web học tập của cậu đã lên TV rồi, hoàn toàn có thể tự hào một chút mà. Cậu cũng biết chuyện này à? Trần Trứ có chút ngạc nhiên. Phải biết rằng với sự phổ cập của Internet và điện thoại di động, sinh viên đại học ngày càng ít xem TV. Đặc biệt là quảng cáo này mới chỉ lên sóng vài ngày, ngoài một số bạn bè thân thiết ra, ngay cả bạn cùng phòng 520 cũng không biết rõ. Mình thấy trên BBS có bài đăng. Tòng Ni giải thích, có bạn nói trên đài truyền hình Quảng Châu thấy quảng cáo trang web quen thuộc. Thì ra là vậy. Trần Trứ gật đầu, nếu vậy thì chẳng mấy chốc cả trường đều sẽ biết thôi. Thật phiền phức, lại sắp nổi tiếng rồi. Nhưng cũng đến lúc rồi, động thái lớn mà mình sắp thực hiện sau Tết có khả năng sẽ làm cho danh tiếng lan rộng khắp cả nước. Tòng Ni, thảo nào vừa nãy cậu bảo mình gọi là Trần Tổng. Từ Linh Linh bỗng nhiên bừng tỉnh. Không có, không có. Trần Trứ lập tức giả vờ khách sáo ngăn lại, mọi người đều là bạn học, gọi mình là Trần Trứ được rồi, hoặc gọi Tiểu Trần cũng được. Ha ha, Tiểu Trần. Từ Linh Linh cảm thấy rất buồn cười, như thể là lãnh đạo gọi cấp dưới vậy. Trần Tổng. Tòng Ni không đồng ý, vẫn dùng cách xưng hô trang trọng. Sao vậy? Trần Trứ cảm thấy dường như Tòng Ni có điều gì muốn nói.
Giờ đây Tòng Ni cũng hiểu rõ, Trần Trứ căn bản không phải là kẻ ăn bám, mà là một chàng trai rất có năng lực. Chỉ là bình thường quá khiêm tốn, đứng cạnh Hoa Khôi Tống khiến cậu ấy có vẻ không xứng đôi, như thể Quách Tĩnh Hoàng Dung vậy. Thực ra nghĩ một chút thì biết, bạn trai của Tống Thì Vi làm sao có thể là người bình thường được. Bởi vì Tống Thì Vi căn bản không phải là người bình thường mà. Gần đây cô ấy còn đang viết một số ý định đầu tư, Tòng Ni vô tình thấy được, cảm giác đầu tiên là khoảng cách giữa người với người thật quá lớn. Cả hai đều là sinh viên năm nhất, trong khi tôi đang băn khoăn xem trưa nay căn tin có món gì, thì cậu đã lấy ra vàng thật bạc thật để đầu tư rồi. Vừa nãy, Tòng Ni lại nghe thấy những từ như 500.000 tệ 5% cổ phần, phương án xây dựng công ty mới. Từ cuộc nói chuyện qua điện thoại của Trần Trứ, bản thân bỗng có linh cảm, cặp đôi vợ chồng Trần Trứ và Tống Thì Vi này rất có thể sẽ đồng thời phát lực trong thời gian tới. Cụ thể là phát lực ở đâu, Tòng Ni không biết. Nhưng cô ấy nhận ra đây là một cơ hội quan trọng, nếu muốn thay đổi vận mệnh, lúc này nên mạnh dạn lên tiếng. Mình biết các cậu đều là con cưng của trời, là người được Thượng Đế ưu ái. Giọng Tòng Ni run rẩy, cô ấy có tâm cơ không sai, nhưng đây là lần đầu tiên nói những lời kiểu này. Đặc biệt là trước nụ cười ôn hòa và sâu sắc của Trần Trứ và ánh mắt bình tĩnh của Tống Thì Vi đang ngẩng lên nhìn khi nghe động tĩnh. Vì vậy, bất kể các cậu làm gì cũng rất dễ thành công. Tòng Ni nuốt một ngụm nước bọt đầy căng thẳng, cố gắng dùng giọng đùa cợt để bày tỏ ý định của mình. Nếu các cậu thiếu người, thật ra mình có thể tham gia. Ồ, Trần Trứ hiểu ra, đây là muốn tự tiến cử đây mà. Người như Tòng Ni, giỏi quan sát sắc mặt người khác, làm việc cũng khá có mục tiêu, giống như phiên bản nữ của Trương Quảng Phong. Nhưng cô gái này lại có thêm chút cảm giác văn nghệ sau khi đọc nhiều sách, dùng tốt cũng là một quân bài phù hợp. Tuy nhiên cô ấy là bạn cùng phòng với Tống Thì Vi, mình vẫn không tham gia vào thì hơn, vì vậy Trần Trứ không nói gì. Tống Thì Vi trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ giọng nói, sẽ có cơ hội. Tiếp đó, cô xoay màn hình laptop về phía Trần Trứ, để hắn xem bản dự thảo ý định đầu tư mà cô đã viết. Cảm ơn. Nhận được câu trả lời, Tòng Ni lập tức cảm ơn, cúi đầu tiếp tục ôn bài. Tất nhiên có tập trung vào học hay không thì không nói trước được. Ba người bọn họ đều có việc để làm, chỉ có Từ Linh Linh chớp chớp mắt, như hiểu mà không hiểu. Cô ấy cảm thấy có một khoảnh khắc, mình như một kẻ ngốc trong đám người này. Các bạn đang nghe chuyện đều trùng sinh ai thi công chức A của tác giả Liễu Ngạn Hoa Hữu Minh tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 295, tình tiết thú vị. Tiếp theo, Trần Trứ bắt đầu xem bản dự thảo ý định đầu tư trên máy tính. Thực ra những thứ này, trong toàn bộ đại học trung đại chỉ có sinh viên của lĩnh viện mới có thể viết ra được vì bọn họ đã được giảng viên truyền đạt lại kiến thức này trên lớp. Đây thuộc loại hôm qua học được thuật đồ long, hôm nay có thể ra sân giết rồng. Khó trách Tòng Ni lại hăng hái muốn tham gia đến vậy, học đi đôi với hành không còn là một thành ngữ lạnh lùng nữa, mà trở thành một động từ sống động. Trên máy tính có hai bản dự thảo ý định đầu tư, một bản về công ty công nghệ mạng Đào Mễ, một bản về công ty sản xuất hoạt hình 3D ở Hàng Châu. Có lẽ sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cộng thêm việc trong túi có đủ tiền, Sweet tỷ quyết định dứt khoát, trở thành thiên sứ của hai công ty sắp không thể duy trì được nữa. Trần Trứ không xem bản ý định đầu tư của công ty hoạt hình 3D mà hắn tập trung vào công ty công nghệ mạng Đào Mễ, đơn vị sản xuất trò chơi nông trại vui vẻ. Trong kế hoạch của Tống Thì Vi, quy trình cụ thể như sau. 1. Đến công ty công nghệ mạng Đào Mễ ở Thượng Hải và gặp mặt trực tiếp người sáng lập là Uông Hải Tân. 2. Xác định phương thức và số tiền đầu tư cũng như tỷ lệ cổ phần. 3. Đăng bài công bố đầu tư trên tạp chí tài chính, mở rộng ảnh hưởng trong giới đầu tư. Trần Trứ kéo chuột xuống cuối trang, xem hết toàn bộ rồi, sắc mặt trầm ngâm. Tống Thì Vi cũng không hối thúc, kiên nhẫn chờ đợi ý kiến của Trần Trứ. Khi cô ấy im lặng, gương mặt thanh tú toát lên vẻ đẹp như điêu khắc, đôi má phản chiếu ánh sáng trắng ngà như ngọc dưới ánh đèn sáng rực của thư viện. Nhận ra rằng Trần Trứ thực ra đang nhìn mình, Tống Thì Vi không giận, chỉ khẽ cúi đầu chuyển hướng ánh nhìn, sau đó nhẹ giọng hỏi, cậu thấy thế nào? Trần Trứ thu lại tâm tư, đây là bạn gái của mình, lúc không có việc thì muốn nhìn thế nào cũng được, bây giờ trước tiên giải quyết vấn đề đã. Cậu định đầu tư với tư cách cá nhân à? Trần Trứ phát hiện trong toàn bộ bản ý định không có bất kỳ chủ thể đầu tư nào,
hiểu rằng Tống Thỉ Vi có lẽ đã ngầm định là cá nhân. Ừm, Tống Thỉ Vi gật đầu với chiếc cằm nhỏ nhắn và tròn trịa. Mình thấy không ổn lắm. Trần Trứ xoa mũi nói, tốt nhất là thành lập một công ty hoặc tổ chức đầu tư. Tống Thỉ Vi suy nghĩ một chút, cậu lo lắng sau này sẽ có những công việc khác, dùng danh nghĩa công ty thì có thể xử lý nhiều việc hơn, phải không? Trần Trứ cười, đây chỉ là một phần lý do. Quan trọng nhất là, do ảnh hưởng của môi trường làm việc, những người như hắn, khi cân nhắc vấn đề thường vô thức suy nghĩ thấu đáo. Suy nghĩ thấu đáo vốn là một lời khen, nhưng nếu cứ luôn cẩn trọng thì dễ mất đi tinh thần thử thách, thậm chí trở thành không cần thành tích, chỉ cần an toàn. Đây chính là nguồn gốc vấn đề lười biếng đang được chấn chỉnh tích cực hiện nay. Thực ra điều này cũng không có cách nào khác, nhìn vào Trần Trứ khi chuyển sang lĩnh vực thương mại, hắn phóng khoáng táo bạo như thế nào, còn trong bức tường kia, nhiều lúc quả thật là không thể làm khác được. Quay trở lại vấn đề đầu tư, lấy ví dụ, nếu đầu tư dưới danh nghĩa cá nhân, một khi sau này công ty công nghệ mạng Đào Mễ có hành vi gì lộn xộn, rất dễ liên quan trực tiếp đến bản thân. Nhưng nếu dùng danh nghĩa công ty hoặc tổ chức để đầu tư, ít nhất cũng có một khoảng cách đệm. Thậm chí khi cần thiết, còn có thể học Tiểu Yến Tử dùng cách bỏ xe giữ tướng. Nhưng Trần Trứ không nói ra những suy nghĩ này, mà thuận theo lời Tống Thỉ Vi nói, đầu tư với danh nghĩa công ty hoặc tổ chức có thể sắp xếp công việc rõ ràng hơn. Hơn nữa, tỷ lệ thuế phải nộp cũng ít hơn một chút. Trần Trứ cười nói, ừm. Tống Thỉ Vi tiếp thu ý kiến này, rồi hỏi, còn gì nữa không? Còn, Trần Trứ nhìn sang Tống Thỉ Vi, cô ấy cũng nghiêng nhẹ đầu, đợi Trần Trứ nói tiếp. Hai ánh mắt chạm nhau, Trần Trứ chỉ thấy đôi mắt Tống Thỉ Vi sáng trong, độ cong của đôi môi mềm mại, mịn màng đến mức khiến người ta muốn cắn một cái. Cảm giác rằng dưới vẻ ngoài nho nhã của bạn trai, ánh mắt lại chứa đầy dục vọng chiếm hữu của nam tính. Dù Tống Thỉ Vi có thanh đạm như ánh trăng, thực ra ngoài sự e thẹn, trong lòng vẫn có một chút vui vẻ. Có thể được người mình thích yêu thích, bản thân đã là một loại hạnh phúc. Nhưng Sweetie không biểu hiện ra, thậm chí biểu cảm cũng không có sóng gió gì, chỉ trịnh trọng chỉ vào thời gian trên màn hình máy tính. Nhắc nhở Trần Trứ đừng nhìn nữa, thư viện sắp đóng cửa rồi. Trần Trứ cười hì hì, tinh thần phấn chấn tiếp tục nói, mình nghĩ chúng ta không cần đến Thượng Hải, mà để cho Uông Hải Tân của Đào Mễ đến Quảng Châu. Chúng ta là bên đầu tư, chúng ta là bên A, tỏ ra chút kiêu ngạo cũng không phải là chuyện xấu, có thể giúp chúng ta nắm bắt họ tốt hơn. Tiếp theo, Trần Trứ giải thích lý do tại sao nên làm như vậy. Trần Trứ luôn cho rằng, trong giao tiếp xã hội, ở vị trí nào thì nên thể hiện thái độ tương ứng, như vậy mới không gây phiền phức cho người khác. Chẳng hạn, một lãnh đạo cấp bộ có thể khiêm tốn và hòa nhã trước cấp dưới, nhưng không thể nịnh nọt được. Bởi vì nếu lãnh đạo nịnh nọt, cấp dưới sẽ tự hỏi phải chăng mình đã làm gì sai, nếu không tại sao lãnh đạo lại đối xử với mình như vậy. Nói cách khác, hiện tại Đào Mễ chỉ có 3 người, công ty hoạt hình 3D ở Hàng Châu cũng chỉ có 5 người, và cả hai đều đang trong tình trạng nợ lương, hoạt động vì tình yêu, lo sợ về tương lai. Tuy nhiên, họ lại như được tiêm chất kích thích, hưng phấn tột độ, đây là trạng thái thường thấy của người khởi nghiệp, trước khi trải qua vài lần thất bại, luôn cho rằng thành công nằm trong tầm tay. Chính trong bối cảnh cảm xúc và trạng thái mâu thuẫn này, họ vừa tự tin lại vừa tự ti. Là nhà đầu tư, Trần Trứ nghĩ rằng phải đè bẹp sự tự tin của họ, mở rộng sự tự ti của họ, như vậy mới có thể chiếm ưu thế trong đàm phán. Nếu Tống Thỉ Vi tỏ ra quá chủ động, hai công ty kia không phải kẻ ngốc, họ có thể sẽ cho rằng công ty của mình rất có tiềm năng và dễ dàng đưa ra giá cao. Đặc biệt, hiện tại không chỉ mỗi Tống Thỉ Vi quan tâm đến Đào Mễ, người sáng lập Uông Hải Tân trước đây từng làm việc trong Tencent, anh ta cũng đã cầu cứu các lãnh đạo cũ của mình. Vì vậy, vào thời điểm này cần phải đè bẹp họ. Thể hiện một thái độ không thèm đếm xỉa, có tiền là có lý, muốn đến thì đến, không đến thì tôi đầu tư chỗ khác như một nữ thần cao ngạo. Chỉ khi đó, họ mới như những chú chó liếm tay, đuổi theo bạn yêu cầu đầu tư. Tống Thỉ Vi nghe xong những lời này, cô cũng không khỏi đắm chìm trong suy nghĩ. Trần Trứ không quan tâm đến các vấn đề kỹ thuật, hắn chỉ nắm bắt tổng thể sự việc, nhưng lại rất có lý. Điều này là chắc chắn, trong nội bộ thể chế, ngoài việc viết công văn thì chỉ có nghiên cứu con người, thậm chí viết công văn nhiều lúc cũng là để nghiên cứu con người. Bởi vì, người viết cần phải hiểu thói quen từ ngữ và ngữ pháp của lãnh đạo. Có lẽ xã hội này được cấu thành bởi con người, lòng vòng đi nữa cũng chỉ có thể xoay quanh con người mà triển khai công việc thôi.
Trần Trứ sẽ không học theo cách của chủ tịch Khúc của tập đoàn Vạn Đạt, dùng những phương thức khiến người ta ghê tởm để mưu cầu lợi ích. Trần Trứ chỉ thực sự tận dụng điểm yếu trong nhân tính, thiết lập một cái bẫy thương mại để đối phương tự chui vào. Nhìn Sweet tỷ với ánh mắt lấp lánh, Trần Trứ dường như đoán được cô đang nghĩ gì, có lẽ cô cảm thấy việc này có chút khó khăn khi thực hiện. Vì thế, Trần Trứ chủ động nói, nếu cậu tin tưởng mình, thì để mình làm người đại diện của cậu, phụ trách mọi liên hệ với Đào Mễ, tất nhiên cuối cùng đàm phán vẫn là cậu. Ánh mắt trong trẻo của Tống Thì Vi thoáng chút trách móc rơi trên người Trần Trứ. Hình như câu nếu cậu tin tưởng mình có hơi khó nghe, đã để cậu ôm và nắm tay rồi, còn nói những lời như vậy. Trần Trứ cười ngượng, không nói gì thêm. Trước đây cậu nói muốn thiết lập một cái bẫy cho Đào Mễ. Tống Thì Vi nhẹ giọng hỏi, rốt cuộc là bẫy gì? Chuyện này à? Trần Trứ gãi đầu, mình cũng khởi nghiệp, rất hiểu sự chấp nhất của người khởi nghiệp với quyền kiểm soát cổ phần. Uông Hải Tân sẽ không dễ dàng từ bỏ, dù công ty sắp không thể tiếp tục hoạt động. Vì vậy mình định để thầy Tăng xuất hiện, lấy danh nghĩa của Xui Hui mà đầu tư. Trần Trứ cười nói, trong quá trình này, chúng ta giả vờ không quen biết, chỉ cần mình và cậu cộng lại vượt quá một nửa cổ phần, công ty này sẽ do chúng ta quyết định. Tống Thì Vi bừng tỉnh ngộ, nhưng đừng mong cô sẽ cảm thấy thương xót. Ngoại trừ trước mặt Trần Trứ, Sweet tỷ đôi khi mơ hồ trong tình cảm, những lúc khác cô luôn lý trí và lạnh lùng. Hơn nữa, đây là hành vi thương mại bình thường. Tống Thì Vi lo lắng về một vấn đề khác. Nếu lỡ người ta vô tình thấy chúng ta đi cùng nhau thì sao? Tống Thì Vi khẽ nhíu mày hỏi. Vậy thì diễn thôi. Trần Trứ thản nhiên nói, diễn kịch không biết thôi à. Trước đây chúng ta cũng giả vờ không quen biết nhau, ngay trong thư viện, cậu còn nhớ không? Không nhớ. Tống Thì Vi thản nhiên lắc đầu. Nhưng vào khoảnh khắc cô cúi đầu, Trần Trứ rõ ràng thấy cô gái nhỏ này ánh lên chút mong chờ. Trước mặt người lạ, cặp đôi cố tình giả vờ không quen biết nhau, thậm chí có thể vì quan hệ cạnh tranh mà diễn một vở kịch tranh cãi. Quả thật là quá thú vị. Chương 296, tranh giành đỉnh cao. Tất nhiên, Tống Thì Vi không phản đối gợi ý của Trần Trứ về việc để hắn làm người đại diện của mình, nên lập tức đưa cho hắn thông tin liên lạc của Uông Hải Tân của Đào Mễ. Buổi tối ở trong ký túc xá, như mọi khi Trần Trứ lại nấu cháo điện thoại với Du Huyền. Ngày mai cô ấy sẽ từ thủ đô trở về. Chuyến đi học lần này có thể coi là kết thúc hoàn hảo, cơ bản thực hiện được phương châm gặp bạn cũ, mở mang kiến thức, mở rộng quan hệ, tăng danh tiếng. Đột nhiên, một số điện thoại từ Thượng Hải gọi đến. Trần Trứ đoán được là ai, nhưng cố ý không nghe, mà tiếp tục trò chuyện với cá lúc lắc. Cho đến khi 20 phút sau, khi Du Huyền chuẩn bị đi tắm để nghỉ ngơi, Trần Trứ mới kết thúc cuộc gọi. Tuy nhiên, hắn cũng không gọi lại ngay, mà thong thả ra ban công, khoanh tay thưởng thức bầu trời đầy sao. Chẳng bao lâu sau, số điện thoại từ Thượng Hải lại gọi đến, đúng như dự đoán. Trần Trứ khẽ mỉm cười, nhưng vẫn không vội nghe máy, mà trong lòng thầm đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1. Chờ đến khi chuông điện thoại sắp tắt, Trần Trứ mới nhấn nút nghe. Alo, ai đấy ạ? Trong lòng Trần Trứ biết rõ, nhưng giả vờ như không biết. Chào anh, có phải anh Trần không? Một giọng nói gấp gáp từ đầu dây bên kia truyền đến, nghe như vừa thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng đã được kết nối. Vâng, tôi là Trần Trứ. Xin hỏi anh là... Trần Trứ lại hỏi. Xin lỗi, quên mất chưa tự giới thiệu, tôi là Uông Hải Tân của công ty Đào Mễ. Đối phương vội vàng nói, Tống nữ sĩ đã đưa tôi số liên lạc của anh, cô ấy nói sau này anh sẽ là người đại diện của cô ấy trong vấn đề đầu tư. Tống nữ sĩ, Trần Trứ nghĩ thầm, cái cách gọi này thật hài hước. Có lẽ bọn họ không biết tuổi của Sweet tỷ nên mới gọi tôn kính là Tống nữ sĩ. Không biết sau này gặp mặt, họ có bị ngạc nhiên hay không. Tuy nhiên, Trần Trứ ngoài mặt vẫn lịch sự đáp, hóa ra là Uông Tổng, gần đây cô Tống phải đi Hàng Châu một chuyến. Cô ấy bận rộn đi khắp nơi khảo sát, nên đã giao cho tôi nhiệm vụ liên lạc với Uông Tổng. Đi khắp nơi khảo sát, bên kia rõ ràng im lặng một chút. Một nhà đầu tư thiên thần đi khắp nơi khảo sát thì để làm gì? Chắc chắn là để tìm công ty phù hợp để đầu tư rồi, điều này còn phải hỏi sao? Dạ, bỗng nhiên Uông Hải Tân không biết nên nói gì. Anh ta là một kỹ sư thiết kế game thuộc loại kỹ thuật, hơn nữa sinh năm 1980, năm nay mới 28 tuổi. Một người kỹ thuật ở trước mặt một lão làng như Trần Trứ, hầu như chẳng khác nào một tờ giấy trắng. Trần Trứ chỉ cần ba câu nói bông đùa,
dọa dẫm, kéo dài đã khiến cho tim người ta đập thình thịch, mặt đỏ tía tai. Một lúc sau, Uông Hải Tân mới ấp úng hỏi, cô Tống đi Hàng Châu làm gì vậy? Cô ấy nói trước là sẽ đến thăm công ty của chúng tôi. Các kỹ thuật nam thời đại này thật đơn giản. Trần Trừ nghĩ bụng, ngay cả việc dò xét cũng thẳng thắn và đơn giản như vậy. Ban đầu, Trần Trừ định lòng vòng với anh ta, nhưng giờ thì thôi cứ nói thẳng, nghe nói ở Hàng Châu có một công ty sản xuất hoạt hình 3D, cô Tống muốn đi xem thử. Uông Hải Tân vội vàng đáp lại, nhưng trong lòng càng thêm nặng nề. Hóa ra cô Tống đã nói sẽ đến thăm công ty mình trước, nhưng không biết vì lý do gì lại đi Hàng Châu trước. Trần Trừ thì lại cảm thán, từ Uông Hải Tân nhìn thấy hình ảnh của Hoàng Bách Hàm. Chính là kiểu người học giỏi nhưng không giỏi ăn nói, khi cãi nhau dù mình đúng lý nhưng lại dễ dàng nói xin lỗi trước, kiểu nam sinh ngành kỹ thuật. Mặc dù không biết tại sao sau này Đào Mễ lại ngày càng tệ hại, nhưng một người lãnh đạo mà tính cách nhút nhát như vậy nên một số chuyện có lẽ đã định sẵn rồi. Trần Trừ suy nghĩ nhưng miệng vẫn nhiệt tình nói, cô Tống rất lạc quan về triển vọng của công ty các anh. Vậy chúng ta có thể nói chuyện bây giờ không? Uông Hải Tân vội vàng tiếp lời. Nếu vị Trần Trừ này là người đại diện toàn quyền của cô Tống, vậy nói chuyện với anh ta cũng giống như nhau. Chuyện này, Trần Trừ có vẻ bối rối, tôi có thói quen ngủ sớm. Vậy, không sao, chúng ta để mai nói chuyện cũng được. Uông Hải Tân lúng túng nói, anh vốn không phải là người khéo léo, lại càng không có mặt dày của một thương nhân. Nếu đổi lại là Trần Trừ, hắn nhất định sẽ không để đối phương dễ dàng cúp máy. Được rồi, Trần Trừ khách sáo trả lời, Uông Tổng cũng nghỉ ngơi sớm nhé, chúc ngủ ngon. Trong một văn phòng nhỏ khoảng 30m² ở Thượng Hải, máy tính được đặt lộn xộn khắp nơi, trên bàn còn có vài hộp cơm chưa dọn dẹp, không khí xung quanh ngập tràn mùi khói thuốc. Mùa đông lâu ngày không mở cửa sổ, không khí ngột ngạt dễ tạo nên mùi hôi khó chịu. Trong phòng, ngoài Uông Hải Tân ra, còn có hai chàng trai đeo kính, thân hình mập mạp. Sở dĩ gọi là chàng trai lớn, một là vì tuổi không lớn, trông chỉ khoảng 25 đến 26 tuổi, hai là nhìn bộ dạng của họ, chắc chắn không có bạn gái và rất có thể chưa từng trải qua chuyện tình ái. Đây chính là ba người đồng sáng lập của công ty công nghệ mạng Đào Mễ, Uông Hải Tân, Ngụy Trấn và Trần Vân Bằng. Trước đây họ đều là nhân viên của công ty Tencent, Ngụy Trấn và Trần Vân Bằng thậm chí chưa làm việc lâu đã theo Uông Hải Tân ra ngoài khởi nghiệp. Tất nhiên, trước khi nghỉ việc khởi nghiệp, họ đều đầy tự tin, chẳng ai ngờ bây giờ lại rơi vào tình cảnh 3 ngày đói 9 bữa như thế này. Sao rồi? Ngụy Trấn hỏi, vị Trần tiên sinh này dễ nói chuyện không? Chậc, Uông Hải Tân có chút không biết phải diễn tả thế nào. Nói lạnh lùng thì cũng không phải, thái độ người ta rất lịch sự, nhưng lại cảm thấy có chút xa cách, nhất thời không nắm bắt được suy nghĩ của đối phương. Với kinh nghiệm và độ tinh tế của Uông Hải Tân, làm sao có thể hiểu được những kỹ năng kéo đẩy đỉnh cao của Trần Trừ khi hắn vừa tỏ ra lịch sự, thêm chút nhiệt tình lại như chẳng quan tâm. Cô Tống đã đi Hàng Châu khảo sát công ty khác rồi. Một lúc sau, Uông Hải Tân ngẩn ngơ nói, gì cơ? Ngụy Trấn và Trần Vân Bằng không khỏi nhìn nhau, Trần Vân Bằng lo lắng hỏi, vậy cô Tống còn đầu tư vào công ty chúng ta không? Ai già? Uông Hải Tân thở dài một hơi, tôi cũng không biết. Trước đây, cô Tống rất có ý định đầu tư bởi cô đã chủ động yêu cầu cung cấp một số tài liệu về công ty và dự án, thậm chí còn dự định đích thân đến Thượng Hải tham quan. Điều này khiến Uông Hải Tân cùng hai người bạn không khỏi phấn khởi. Khi đang ở trong tình cảnh khó khăn, họ định giá công ty và dùng 30% cổ phần đổi lấy 600.000 tệ tiền đầu tư. Nhưng thấy thái độ nhiệt tình của Tống nữ sĩ, Uông Hải Tân muốn nâng mức đầu tư từ 600.000 lên 800.000 tệ. Không ngờ, tối nay gió đổi chiều, Tống nữ sĩ đột nhiên nói mình có việc bận, sau này mọi việc sẽ do Trần tiên sinh toàn quyền phụ trách liên lạc. Lập tức, chuyện này khiến Uông Hải Tân có cảm giác bất an nên vội vàng gọi điện cho Trần tiên sinh. Thái độ mơ hồ của Trần tiên sinh cùng với những tin tức được vô tình tiết lộ đã khiến lo lắng trong lòng Uông Hải Tân trở thành sự thật. Cảm giác có hy vọng rồi lại bị đập tan này khiến Uông Hải Tân rất chán nản. Nếu có cơ hội lựa chọn lần nữa, có lẽ anh ta chưa chắc đã chọn con đường khởi nghiệp. Ở công ty lớn vừa được an toàn, lại có thể lén ngắm nhìn đôi chân dài của các cô thư ký, không biết bao nhiêu vui vẻ. Thực tế, khởi nghiệp không phải chuyện dễ dàng. Ngay cả Trần Trừ, người đã quen thuộc với xu hướng phát triển của thời đại, lại rất thạo về quy tắc xã hội và giao tiếp,
cũng thường xuyên mệt mỏi như xem phim heo quá 180 phút vậy. Có lẽ chỉ những người như Tống Thị Vi, với nền tảng gia đình vững chắc và bản thân cũng rất thông minh, mới có đủ điều kiện và tỷ lệ thành công cao khi khởi nghiệp. Nhìn thấy hai người bạn cũng lo lắng bất an, Uông Hải Tân rút một điếu thuốc ra, lặng lẽ châm lửa hút hai hơi. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, nếu không được thì đành chấp nhận yêu cầu của Tổng Giám đốc Tằng. Tổng Giám đốc Tằng là Tằng Lý Khánh, cấp trên của họ khi còn làm ở Tencent. Sau khi Uông Hải Tân gặp khó khăn, thật ra cũng đã cầu cứu nhiều người. Nhưng vì là trò chơi web, lại không có những kỹ năng chiến đấu hoành tráng mà thiên về nuôi dưỡng cuộc sống nên hầu hết mọi người không mấy lạc quan. Chỉ có Tằng Lý Khánh tỏ ra quan tâm nhưng điều kiện rất khắc nghiệt, yêu cầu chiếm giữ 70% cổ phần công ty, ông ta mới sẵn sàng giúp đỡ. Uông Hải Tân, Ngụy Trấn và Trần Vân Bằng đều không đồng ý, dù sao cũng là khởi nghiệp nhỏ, nhưng họ cũng biết cổ phần quan trọng như thế nào. Đưa cho người ta 70%, chỉ còn lại 30% mà ba người còn phải chia nhau. Nói cho hay thì gọi là cổ đông, nói thẳng ra thì khác gì làm công trước đây. Nhưng nếu Tống nữ sĩ thật sự thay đổi ý định đầu tư, thì ngoài việc chấp nhận điều kiện của Tổng Giám đốc Tằng, chỉ còn cách nhìn công ty công nghệ đào mễ sụp đổ mà thôi. Trên màn hình máy tính, chú chuột đáng yêu với chiếc mũi đỏ ngốc nghếch đang nhìn Uông Hải Tân. Uông Hải Tân suy nghĩ một lúc, rồi dứt khoát dập tắt điếu thuốc. Trò chơi web nông trại vui vẻ này nhất định phải được ra mắt, cho dù có phải giảm tỷ lệ cổ phần của mình. Nó quá dễ thương, đáng để mọi người biết đến. Sáng hôm sau, Uông Hải Tân lại liên lạc với Trần Trứ, anh quyết tâm nói chuyện nghiêm túc với Trần Tiên Sinh một lần nữa. Nhưng cũng như tối qua, Trần Tiên Sinh tỏ ra rất lịch sự, nhưng mỗi khi nói đến trọng điểm thì anh ta lại chuyển đề tài, sau đó lấy cớ bận việc rồi vội vàng cúp máy. Điều này khiến Uông Hải Tân, một người đã thức trắng đêm để chuẩn bị rất nhiều thứ, như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Nhưng có câu nói, trời không tuyệt đường người, lại có câu khác, cuối đường hầm sẽ thấy ánh sáng. Đúng lúc Uông Hải Tân đang cân nhắc liên hệ với Tằng Lý Khánh thì một cuộc gọi từ số điện thoại bàn ở Quảng Châu gọi đến. Xin chào, ai đó? Uông Hải Tân bắt máy hỏi. Tôi là Tằng Khôn, giám đốc của công nghệ thông tin Xui Hùi. Một giọng nói có phần già nua vang lên, xin hỏi có phải ông Uông Hải Tân không? Các bạn đang nghe chuyện đều trùng sinh ai thi công chức A của tác giả Liễu Ngạn Hoa Hữu Minh tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 297, nộp đầu danh trạng. Chẳng cần nghĩ nhiều, rõ ràng giáo sư Tằng Khôn liên lạc với Uông Hải Tân dưới sự chỉ đạo của Trần Trứ, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến công nghệ mạng đào mễ. Trong khi Tống nữ sĩ đang từ nhiệt tình chuyển sang lạnh nhạt và vị sếp cũ Tằng Lý Khánh thì đưa ra những điều kiện quá khắt khe, thì sự xuất hiện của lão Tằng từ Xui Hui như tiếp thêm sức mạnh cho Uông Hải Tân. Tình huống này chẳng khác gì một đôi vợ chồng cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Người vợ cảm thấy chồng mình không đủ tinh tế, không đủ dịu dàng, cũng không đủ ngọt ngào. Lúc này, một người đàn ông khác bước vào, nói rằng chồng chị sao lại như thế, có người vợ tốt như thế này mà không biết trân trọng, thật không ra gì. Người đàn ông này không cần tham gia vào những lo toan của cuộc sống, cũng không phải trải qua sóng gió, chỉ cần nói vài lời quan tâm vô thưởng vô phạt. Nhưng, người vợ đang giận dỗi lại thấy anh ta hiểu mình hơn cả chồng và rồi dần dần sa ngã. Cho đến khi người đàn ông này ăn chơi chán chê rồi phủi tay bỏ đi, lúc đó người vợ mới nhận ra mình đã bị lừa. Trên đời này chẳng có cái gì tốt đẹp mà không có lý do. Nếu có ai đó không thân không thích mà đột nhiên đối xử tử tế với bạn, thì rất có thể người đó có ý đồ riêng, như Xui Hui lúc này đây đều có mưu đồ cả đấy. Tất nhiên Uông Hải Tân không hiểu đạo lý này, anh ta đang nói chuyện điện thoại với Tằng Khôn, kể về những khó khăn trên con đường khởi nghiệp và mô tả tương lai tươi sáng của game nông trại vui vẻ. Tằng Khôn điềm đạm lắng nghe, nhưng không đưa ra lời cam kết rõ ràng, chỉ dừng lại ở mức quan tâm. Đây là chiến lược mà Trần Trứ đã định ra, lão Tằng chỉ đang nghiêm túc thực hiện nó. Chỉ là, kỹ sư trẻ Uông Hải Tân bị từng đợt kéo rồi đẩy qua lại đã dần trở nên nóng nảy, vô tình phạm phải cấm kỵ lớn trong thương trường. Mà lúc này, người gây ra sự việc là Trần Trứ đang trên đường ray tàu điện ngầm số 3, đến sân bay Bạch Vân để đón bạn gái. Chiều nay, Du Huyền và giáo sư Quan sẽ hạ cánh, mà cái giờ này thì trên tàu điện ngầm cả đi lẫn về đều chẳng có mấy người. Trần Trứ ngồi đó, vừa lướt web điện thoại đọc tin, vừa nghĩ xem còn chuyện gì đang cần phải giải quyết. Rất nhanh,
hắn nghĩ đến Vạn Húc Lâm. Tên lừa đảo chuyên nghiệp này từ khi được Trần Trứ giải vây, rời đi rồi không hề chủ động liên lạc hay báo cáo lại. Phải biết rằng Vương Hữu Khánh đã đưa cho hắn hết chứng cứ phạm tội của anh ta, cho nên vào bất cứ lúc nào Trần Trứ cũng có thể tống anh ta vào nhà tù. Thằng cha này cũng thật thú vị, Trần Trứ không khỏi cười nhạt. Lúc sợ chết thì sợ thật, sẵn sàng quỳ xuống dập đầu trước Vương Hữu Khánh. Nhưng khi thật sự dùng mạng sống để đánh đổi, lại tỏ ra không sợ sệt mà đi thẳng lên, mà chẳng cần xum xoe hay tâng bốc mình một chút. Trần Trứ mở danh bạ điện thoại, trong tín hiệu chập chờn của tàu điện ngầm, hắn không liên lạc với Vạn Húc Lâm mà gọi cho mẹ ruột Mao Hiểu Cầm. Bây giờ là thời điểm đang làm việc nên Mao Thái Hậu khá ngạc nhiên. Bà đã chấp nhận thực tế là đứa con trai ngoan ngoãn ngày xưa dần trở nên hoang dại, cánh đã cứng cáp không còn cần đến sự che chở của bố mẹ nữa rồi. Hiếm lắm đấy, Trần Tổng. Mao Hiểu Cầm mỉm cười nói thật, số cuộc gọi lừa đảo gọi cho mẹ còn nhiều hơn con đấy. Mao Thái Hậu là người có văn hóa, lại là bác sĩ, nên trong quá trình ngày ngày tranh luận với bệnh nhân, đã giúp khả năng dùng ngôn ngữ cũng dần trở nên thành thạo. Nghe giọng điệu mỉa mai của mẹ, Trần Trứ đành phải dỗ dành, Trần Tổng dù có kiếm được bao nhiêu tiền, cũng vẫn là con trai của mẹ mà. Thôi được rồi. Mao Hiểu Cầm không muốn nghe con trai mật ngọt xót tai, bà trực tiếp hỏi, con không phải gọi chỉ để quan tâm mẹ thôi đâu nhỉ, có việc gì thì nói nhanh đi. Lại bị mẹ chọc ngoáy, Trần Trứ chỉ có thể cười cười rồi nói, mẹ à, con có một. Người bạn của con có con bị bệnh bạch cầu, nếu để cháu vào bệnh viện số 1 trực thuộc Trung Đại chữa trị, mẹ có thể sắp xếp một giường bệnh không? Bệnh bạch cầu à? Loại gì thế? Mao Hiểu Cầm không ngạc nhiên, đối với các bác sĩ, bệnh nặng đến mấy cũng không phải là hiếm gặp. Con chưa rõ, mà chỉ muốn hỏi trước xem có sắp xếp được giường bệnh không? Trần Trứ giải thích, tránh đến lúc đó để người ta vui mừng một cách vô ích, có thể sắp xếp được. Mao Hiểu Cầm khẳng định, mẹ con cũng hành nghề y 20 năm rồi, chút quan hệ này vẫn có mà. Ok, Trần Trứ đã hiểu rõ. Nhìn thấy con trai chuẩn bị dập máy, Mao Hiểu Cầm gọi giật lại, nhớ cuối tuần này về nhà ăn cơm, gọi cả chị họ của con nữa nhé. Vừa mới bị mẹ chọc quê, Trần Trứ lập tức tìm được cơ hội trả thù, liền phản kích. Nếu mẹ muốn gặp chị họ thì cứ nói thẳng, không cần lôi con vào, dù sao con cũng không ghen đâu. Mày không cần về nhà cũng được. Mao Thái Hậu bình tĩnh đáp lại, đến lúc đó tụi tao hỏi chị họ mày xem dạo này mày có tin đồn gì ở trường, mày không có mặt để mà ngăn cản, cũng đừng có sốt ruột đấy nhé. Đúng là trong lòng Trần Trứ có quỷ, không biết liệu Mao Hân Đồng có phát hiện ra gì không. Chị họ Mao Hân Đồng đúng là gián điệp 007 mà Trần Trứ cài vào nhân viên, nhưng há chẳng phải cũng là gián điệp mà mẹ mình cài vào để theo dõi mình sao. Nghĩ đến đây, Trần Trứ vội nói, che đậy hay giấu giếm gì không quan trọng, chủ yếu là con nhớ món ăn mẹ nấu quá. Nói dăm ba câu với mẹ, tâm trạng vốn đã tốt của Trần Trứ, không biết tại sao lại trở nên vui vẻ hơn. Có lẽ vì chuyện trọng sinh, nên hắn càng trân trọng tình cảm, bất luận là tình thân hay tình yêu. Trần Trứ ngồi yên lặng một lúc, cơ thể nhẹ nhàng đung đưa theo tốc độ nhanh của tàu điện ngầm. Khi cảm giác ấm áp từ tình thân dần tan biến, một lần nữa trở lại thành một Trần Trứ gian xảo, giả dối và háo sắc, hắn mới liên lạc với Vạn Húc Lâm. Anh đang ở đâu? Trần Trứ vừa bấm gọi, mở miệng đã là giọng của lãnh đạo cấp trên chất vấn cấp dưới. Ai vậy? Vạn Húc Lâm không biết số điện thoại của Trần Trứ, giọng điệu đầy cảnh giác, tưởng rằng có thể là oan gia cừu địch trước đây. Là tôi, Trần Trứ. Trần Trứ bình thản đáp, đồng thời bổ sung thêm một câu, người đã giúp anh trả món nợ 100.000. Trần Tổng à, Vạn Húc Lâm vừa mới hơi thả lỏng, lại chợt nhớ đến thủ đoạn của Trần Trứ, so với đám kẻ thù ngu ngốc kia còn đáng sợ hơn nhiều, lập tức lại căng thẳng lên. Hắn ta chính là Diêm Vương sống có thể khiến mình và gia đình tan nát bất cứ lúc nào. Tôi đây, Vạn Húc Lâm do dự, không biết có nên nói cho Trần Trứ biết vị trí của mình hay không. Trần Trứ lắng tai nghe một lúc, bỗng nhiên cười khẩy, anh không nói, tưởng tôi không biết anh đang ở bệnh viện chăm sóc con gái à? Tôi? Ai? Vạn Húc Lâm kinh hãi đến mức đứng sững tại chỗ, một hồi lâu sau nỗi sợ hãi hóa thành tiếng thở dài bất lực. Anh ta tưởng rằng Trần Trứ có quá nhiều nguồn tin, có thể nắm bắt hành tung của người khác bất cứ lúc nào. Thực ra Trần Trứ đã nghe được thông báo của khoa nội trú qua điện thoại, mẹ của hắn là bác sĩ, nên từ nhỏ Trần Trứ đã nhạy cảm với âm thanh này.
Thậm chí khi nghe thấy thông báo này, mũi hắn tự động ngửi thấy mùi thuốc khử trùng. Trần Tổng tìm tôi có chuyện gì? Vạn Húc Lâm hỏi nhỏ. Với tình hình hiện tại, cho dù Trần Trứ thật sự bảo anh ta đi chết, có lẽ Vạn Húc Lâm cũng không thể từ chối. Ai mà ngờ được. Trần Trứ lại dùng giọng điệu hòa nhã nói với Vạn Húc Lâm, tôi đã giúp anh sắp xếp giường bệnh ở bệnh viện số 1 trực thuộc Trung Đại, nếu anh tiện thì có thể đưa con gái qua nhập viện. Cái gì? Vạn Húc Lâm ngây người tại chỗ. Nghĩ lại hành vi của Trần Trứ hôm đó, trong lòng Vạn Húc Lâm chính là một Diêm Vương mặt cười lạnh lùng, cứng rắn, tuổi còn trẻ nhưng thâm sâu khó lường. Hình như cậu ta đã nói sẵn sàng giúp con gái mình sắp xếp bác sĩ để đưa ra lộ trình điều trị. Nhưng Vạn Húc Lâm tưởng rằng đó chỉ là lời hứa suông, không dễ gì thực hiện được. Giờ đây, vị Diêm Vương này lại thực sự mở sổ sinh tử, ngay trước mặt Vạn Húc Lâm, đang nỗ lực tẩy xóa đi tên con gái của mình đang dần hiện ra rõ ràng bên trong. Sự đảo ngược từ muốn anh chết sang cho anh sống này khiến trong lòng Vạn Húc Lâm dâng lên cảm giác bồi hồi, nhưng lại không biết phải làm sao, không tự chủ được mà rơi vào trạng thái mơ màng. Trần Trứ có thể đoán được tâm trạng của Vạn Húc Lâm, nên để mặc cho anh ta cân nhắc đúng sai. Đến khi nghe thấy trong điện thoại có giọng nói yếu ớt của một cô bé hỏi, ba ơi, ai gọi vậy, ba đang khóc à? Không có. Vạn Húc Lâm hít hít mũi, theo tiếng bước chân có vẻ là đã đi ra khỏi phòng bệnh, giọng nghẹn ngào nói, cảm ơn cậu, Trần Tổng. Con trẻ thì vô tội, Trần Trứ thở dài nói. Câu này hàm ý, tôi chỉ vì cứu con gái anh thôi, không có ý gì khác. Nhưng Vạn Húc Lâm lại không nhìn nhận vấn đề theo cách này. Dù sao đây cũng là một dịp để anh ta bày tỏ lòng trung thành và quyết tâm của mình. Từ lâu trong xã hội đã có câu không phải ngẫu nhiên mà người khác lại giúp đỡ mình, Trần Trứ cứu con gái anh, làm sao Vạn Húc Lâm lại không nhận ra ẩn ý đằng sau hành động này chứ? Bệnh bạch cầu không phải ngày một ngày hai có thể chữa khỏi, nếu đã đến Quảng Châu chữa bệnh thì tất cả đều phải dựa vào Trần Trứ rồi. Nhỡ đâu có ngày cậu ta không vui, bỏ đi mất thì sao? Cho nên, nhất định phải nghĩ cách chứng minh giá trị của bản thân. Trần Tổng. Vạn Húc Lâm kiềm chế sự kích động trong lòng, cố gắng bình tĩnh lại nói, xin cậu cho tôi một cơ hội, hãy để tôi làm một việc cho cậu, chỉ một việc thôi cũng được. Trần Trứ cười sảng khoái, đây là nộp đầu danh trạng sao? Vạn Húc Lâm không lên tiếng, anh ta không phải đang đùa. Lúc này, tàu điện ngầm đã đến ga nổi tiếng Gia Hòa Vọng Cảng, khách lữ hành từ bốn phương sắp sửa tạm biệt hoặc đến nơi rồi. Trần Trứ bước ra khỏi tàu điện ngầm, vừa cầm điện thoại, vừa đi về phía cổng đón khách. Sở trường của anh là lừa đảo, nhưng tôi thật sự không có thủ oán với ai. Trần Trứ cười tươi nói, con đường tôi bước đi, toàn là bạn bè thôi. Bạn bè cũng được. Vạn Húc Lâm lập tức nói, nếu cậu muốn ra tay với bạn bè, tôi có thể giúp cậu giăng bẫy. Mấy trò vặt của anh, bạn tôi sẽ không mắc lừa đâu. Trần Trứ đến cổng đón khách, nhìn thấy Ngô Dư và hiệu trưởng Đồng Lan, nên vẫy tay chào hỏi. Sau đó, Trần Trứ bỗng nhiên nói, nhưng tôi có một người họ hàng, anh ta họ Đường, làm việc ở công ty ngoại thương Liên Đạt Quảng Châu. Tôi hiểu rồi. Dù chỉ có mấy thông tin này, Vạn Húc Lâm cũng nghiêm túc đáp lại. Làm ngoại thương sao? Dựa vào kinh nghiệm trước đây, loại công ty này thì dễ răng bẫy lắm. Thôi, không nói nữa, không nói nữa. Lúc này Trần Trứ dường như không muốn nói thêm, chỉ bảo Vạn Húc Lâm đến Quảng Châu thì liên lạc với mình. Vạn Húc Lâm cũng không dài dòng, kết thúc cuộc gọi, trong ánh mắt toàn là sự lạnh lùng. Cho dù họ Đường này là ai, gã ta cũng sẽ phải chết. Bởi vì, đây là thứ mà vị ông chủ Diêm Vương cũng là ân nhân, muốn mình dâng lên để nhập đội. Chương 298, cuối cùng cũng được uống rượu Lafite 1982. Sau khi gọi điện cho Vạn Húc Lâm xong, Trần Trứ đi đến hội ngộ với Ngô Dư và mọi người. Mọi người vừa mới đến à? Trần Trứ hỏi. Hắn đi tàu điện ngầm đến, còn Đồng Lan chắc là lái xe chở Ngô Dư đến sân bay, nhưng mục đích của mọi người thì đều giống nhau. Sớm hơn cậu mười mấy phút thôi. Ngô Dư trêu đùa Trần Trứ, chủ nhiệm Trần, cậu giỏi thật đấy, dám chạy đến thủ đô để tạo bất ngờ cho cốt tỷ, cậu không biết cậu khoe với tôi lâu như thế nào đâu. Vốn dĩ mình là người đàn ông lãng mạn mà. Trần Trứ không hài lòng nói, sao trong mắt cậu, mình làm chuyện này lại như là điều bất ngờ vậy. Thôi đi. Ngô Dư bĩu môi, cậu tưởng cái biệt danh chủ nhiệm Trần của cậu là tự nhiên mà có à. Lên đại học rồi cậu mới hoạt bát hơn chút đấy, chứ lúc mới quen cậu với chủ nhiệm Tào có khác gì nhau đâu.
Trần Trứ nghĩ lúc đó vừa mới trùng sinh, có lẽ mùi người có tuổi vẫn chưa phai hết. Lúc này, Đồng Lan, vị hiệu trưởng tao nhã, mặc bộ vest kẻ của Channel cũng đến nói chuyện. Trần Trứ, tôi thấy trang web học tập trung đại của em đã quảng cáo trên TV rồi nhỉ, hình như mới vừa ra mắt không lâu thì phải. Vâng, bởi vì công ty vẫn như một đứa nhỏ, cơ sở thật sự không ổn định. Trần Trứ tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng mấy người trong công ty đều nói để thuận tiện cho học sinh các cấp học tập bổ túc thì phải tăng cường quảng bá. Ồ, rất nhạy bén. Đồng Lan mỉm cười, không ngờ tư tưởng của các cậu cũng cao quá nhỉ. Trần Trứ khiêm tốn nói, tất cả vì mầm non của đất nước. Ngô Dư đứng bên cạnh đảo mắt, nghe sao mà giả tạo thế không biết. Thực ra, khi trò chuyện với những người như Đồng Lan, tuy đôi bên đã từng gặp mặt nhưng không quá thân quen, đồng thời lại là vị lãnh đạo khá hòa nhã, Trần Trứ trả lời như vậy không có gì sai. Nửa đùa nửa thật có giả. Tất nhiên, Đồng Lan cũng không hỏi những vấn đề riêng tư như công ty các cậu sao lại có nhiều tiền để quảng cáo vậy. Đây là mức độ và sự hài hước trong giao tiếp xã hội. Nếu đổi lại là giáo sư Quan, Trần Trứ sẽ trả lời chân thành hơn nhiều. Hắn sẽ giải thích một cách nghiêm túc về việc cần phải chiếm lĩnh đường đua gia sư trực tuyến tránh để người khác cũng chen chân vào. Không bao lâu sau, hai bóng dáng quen thuộc đi ra cùng đám đông. Một già một trẻ, một người mặt không chút cảm xúc, một người mặt mày tươi cười. Cốt tỉ, Ngô Dư giơ cao cánh tay. Nhìn thấy bóng dáng bạn thân và bạn trai, đôi môi đỏ thắm của Du Huyền không kìm được cong lên, để lộ hàm răng nhỏ trắng đều. Cô đẩy vali chạy nhanh đến, mái tóc dài nhuộm đỏ rượu bay lất phất sau lưng, như buổi hoàng hôn rực rỡ cháy sáng. Hiệu trưởng Đồng, khi đi ngang qua Đồng Lan, Du Huyền chào hỏi vui vẻ, nhưng không dừng lại. Tiểu Du, đi ngang qua Ngô Dư, Du Huyền vẫy tay nhiệt tình, bước chân cũng không hề dừng lại. Chủ nhiệm Trần, cuối cùng, cô lao vào vòng tay của Trần Trứ, ngọt ngào hỏi, cậu có nhớ mình không? Nhớ chứ? Trần Trứ mỉm cười trả lời. Sao có thể không nhớ được, hắn còn tính lấy người cậu của cô để kiểm tra khả năng hại người của Vạn Húc Lâm đây. Theo pháp lý, Đường Tương Nguyệt được coi là mẹ của Du Huyền, vậy thì anh trai của Đường Tương Nguyệt đương nhiên là cậu của Du Huyền rồi. Trần Trứ cũng không định đối phó với nhà họ Đường này, chỉ là trước đó sau khi nghe Du Hiếu Lương kể, vô thức cảm thấy hai anh em này có chút không biết lý lẽ. Để phòng ngừa bất trắc, vừa hay Trần Trứ cũng không có thù địch với ai khác, nên cứ để Vạn Húc Lâm thử tay nghề trên ông cậu trước đã. Nếu sau này họ chịu nói chuyện tử tế, thì đôi bên vẫn sẽ yên ổn vô sự. Còn nếu về sau mà giở trò, Trần Trứ cũng không ngại ra tay, dù sao đây cũng không phải là cậu ruột. Điều mà Vạn Húc Lâm giỏi nhất chính là hợp tác với những kẻ nội gián ăn bẩn, xâm chiếm lợi ích của công ty. Đồng thời còn có thể âm thầm rửa sạch mình, chuyển toàn bộ chứng cứ phạm pháp lên đầu nội gián. Không nằm ngoài dự đoán, ông cậu trong kế hoạch của Vạn Húc Lâm chính là vai trò nội gián chịu tội thay. Tất nhiên, nếu ông ta có thể chính trực từ chối tiền tài bất chính, toàn tâm toàn ý bảo vệ lợi ích công ty, thì Vạn Húc Lâm cũng không thể ra tay. Dù sao chỉ cần nảy sinh lòng tham, chắc chắn sẽ rơi vào bẫy. Tuy nhiên, Trần Trứ sẽ không kể chuyện này cho Cốt tỷ biết. Những thủ đoạn bẩn thỉu đầy toan tính này, Trần Trứ biết là đủ rồi. Trước khi bước vào Tu La Tràng, Trần Trứ chỉ mong cá lúc lắc luôn hạnh phúc. Sau đó, Trần Trứ giúp xách vali hành lý của Du Huyền và giáo sư Quan, mọi người cùng nhau đi về phía bãi đỗ xe. Trần Trứ không nói nhiều, chỉ chăm chỉ làm tốt công việc hậu cần, chủ yếu lắng nghe mấy cô gái trò chuyện. Giáo sư Quan và Đồng Lan đang nói chuyện về tình hình của những người bạn cũ. Đồng Lan là đại đệ tử, những họa sĩ nổi tiếng mà lần này bà gặp ở thủ đô, ngày xưa bà đều từng theo giáo sư Quan đến thăm hỏi. Vì thế, nội dung cuộc trò chuyện của họ là giáo sư Lưu cuối cùng cũng thăng chức viện trưởng rồi sao? Làm viện trưởng Viện Mỹ thuật Trung Quốc thật không dễ dàng, bà ấy đã mong chờ lâu lắm rồi. Thầy cứ bán bức sơn nhạc đồ với giá 1 triệu 6, vậy thì một buổi triển lãm tranh có lẽ ông ấy kiếm được hàng chục triệu. Hiệu trưởng Kỳ mời sư phụ đến biệt thự ngoại ô của ông ấy à? Ha ha ha! Ông ấy có nhiều rượu và tranh quý như thế, nhất định gặp ai cũng muốn khoe khoang. Còn Du Huyền và Ngô Dư, hai cô gái nhỏ thì bàn về trường học, ký túc xá, thậm chí còn có tin đồn về các ngôi sao giải trí. Chúng ta thi cuối kỳ vào ngày 24, hình như chỉ có 3 môn thi lý thuyết, môn chuyên ngành không thi, điểm số dựa vào bài tập thường ngày. Từ khi say rượu ở quán 3 lần trước, bây giờ Lộ Điềm không hề uống một giọt rượu nào.
Đêm giao thừa, Hứa Mộng Trúc mang bia về chuẩn bị chơi bài, cô ấy một giọt cũng không uống, buồn cười chết đi được. Cốt tỷ, bây giờ mình mê mẩn Hàn Canh trong nhóm Super Junior của Hàn Quốc. Trời ơi, anh ấy thật sự quá đẹp trai. Còn cái tên ngốc Vương Trường Hoa nói anh ấy giống Hoàng Lỗi, mình cũng cạn lời, muốn chặn cậu ta luôn cho rồi. Trần Trừ im lặng lắng nghe, đôi khi cũng phát hiện được một số thông tin mà người nói không chú ý. Chẳng hạn như, thì ra sinh viên mỹ thuật chỉ cần thi lý thuyết vào cuối kỳ. Không cần đạt đến cấp độ như Quan Sơn Nguyệt, nhưng một họa sĩ có tiếng trong ngành, một buổi triển lãm tranh có thể kiếm hàng chục triệu. Ngô Dư và Vương Trường Hoa liên lạc riêng khá thân thiết sao? Sao đến cả sở thích theo đuổi thần tượng này cũng nói cho nhau biết? Thêm nữa, Hàn Canh thực sự giống Hoàng Lỗi mà. Trong đầu Trần Trứ hiện lên hình ảnh của hai người, cảm thấy tên ngốc Vương Trường Hoa lần này không nói sai. Sau khi lên xe, Đồng Lan làm tài xế, giáo sư Quan không muốn chen chúc với đám trẻ nên ngồi lên ghế phụ lái. Ghế sau, Du Huyền ngồi giữa, Trần Trứ và Ngô Dư ngồi hai bên. Chủ nhiệm Trần. Trần Trứ đang suy nghĩ về vụ sự kiện đụng mặt của Hoàng Lỗi và Hàn Canh, cảm thấy hơi buồn cười. Đột nhiên Du Huyền cắt ngang suy nghĩ của hắn, sau đó lấy từ trong túi xách nhỏ ra một chai nhỏ chứa chất lỏng giống rượu. Màu sắc như hổ phách, trong suốt lấp lánh, khi lắc lên thì bám vào thành chai, có độ sánh như dầu. Trần Trứ là người từng trải, liếc mắt một cái đã nhận ra đây là rượu vang đỏ lưu trữ rất lâu năm, hơn nữa chất lượng cực kỳ tốt. Rượu này từ đâu ra? Trần Trứ ngạc nhiên hỏi, cậu đoán thử xem là gì nào? Du Huyền trêu chọc, khóe mắt cong lên quyến rũ kèm theo vẻ đắc ý, khắc lên khuôn mặt trái xoan tinh xảo tạo thành một vẻ đẹp mê người. Nghe thấy động tĩnh phía sau, Quan Vịnh Nghi quay đầu nhìn một cái, không biết làm sao đành nói với Đồng Lan. Ở biệt thự ngoại ô của Lão Kỷ, cô bé này thấy trong hầm rượu có nhiều chai lọ, liền hỏi người ta có chai Lafite 1982 nào không. Trần Trứ khẽ run, rồi xúc động nhìn Du Huyền. Cô vẫn chưa bao giờ quên, nhưng đây chính là bản tính của Du Huyền, kiên cường, không dễ dàng từ bỏ. Du Huyền chớp mắt nhìn với đôi mắt long lanh như bảo thạch phát sáng. Hiệu trưởng Kỷ cho không sao? Đồng Lan đang lái xe hỏi. Đúng vậy, chính là chai rượu trong tay Trần Trứ đấy. Giáo sư Quan nhớ lại chuyện cũ, hiếm khi bà bật cười. Lão Kỷ rất thích con bé này, ban đầu còn định mai mối cho nó với cháu trai nhà mình. Khóe miệng giáo sư Quan nở nụ cười, sau nghe nói con bé muốn mang rượu cho bạn trai mình, ông ta giận dỗi đổi chai rượu lớn thành cái chai nhỏ này đấy. Ha 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 ha, Đồng Lan cũng không nhịn được bật cười, qua gương chiếu hậu trêu chọc, Trần Trứ, xem tiểu sư muội đối với cậu tốt thế nào, đi đâu cũng nghĩ đến cậu. Trần Trứ thản nhiên nắm lấy tay nhỏ của Du Huyền, nắm chặt hai cái. Cảm nhận được tấm lòng của bạn trai, Du Huyền cũng dùng ngón út quấn lấy ngón tay út của Trần Trứ, đan chặt như một nút thắt Trung Hoa không thể tháo gỡ. Đôi tình nhân nhỏ ngọt ngào mặn nồng trong khoảnh khắc này. Giáo sư Quan cũng kể chuyện cười, Lão Kỷ còn nhờ tôi khuyên con bé chia tay với bạn trai. Nói gì mà ở bên một cậu chàng bình thường thì thật uổng phí, nếu nó ở bên cháu trai ông ta, sau này cả khu biệt thự đều là của nó. À, Du Huyền không ngờ còn có chuyện như vậy, khuôn mặt trái xoan lập tức nghiêm lại, xinh xắn nói, sau này con sẽ không đến nhà hiệu trưởng Kỳ nữa. Nói rồi, cô còn muốn lấy chai rượu trong tay Trần Trứ ném đi, chủ nhiệm Trần, cậu không uống chai Lafite này nữa. Ấy, thôi thôi thôi. Trần Trứ nhanh tay nhét chai rượu vào túi, ông ấy nói gì mặc kệ ông ấy, mình cứ sống cuộc đời của mình, không cần nghe làm gì, vứt đi thì tiếc lắm, mình cảm thấy không vui. Du Huyền bĩu môi, không phục nói, lần sau mình sẽ tìm cho cậu trai khác. Trần Trứ cười tủm tỉm không đồng ý. Đồng Lan và giáo sư Quan liếc mắt nhìn nhau, từ việc nhỏ này có thể thấy tính cách của Trần Trứ và Du Huyền khác biệt thế nào. Du Huyền là người không chịu được hạt cát trong mắt, yêu ghét rõ ràng, thái độ vô cùng dứt khoát. Cô là một người yêu hết mình, nhưng cũng không chấp nhận bất kỳ vết xước nào trong tình yêu. Còn Trần Trứ thì khéo léo hơn, những thứ đã có được, dường như rất khó để cậu bé này buông tay. Các bạn đang nghe chuyện đều trùng sinh ai thi công chức A của tác giả Liễu Ngạn Hoa Hữu Minh tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 299, hôm nay có một cô gái tỏ tình với mình. Trên xe, mấy người không còn nói về chuyện rượu nữa, mà chuyển sang bàn về bộ sưu tập của hiệu trưởng Kỳ. Có đồ trong nước, cũng có đồ từ nước ngoài,
nhưng với một người ngoại đạo như Trần Trứ, nghe chẳng hiểu gì cả. Bộ sưu tập của hiệu trưởng Kỳ cũng được đấy chứ. Là viện trưởng của Học viện Mỹ thuật Quảng Đông, Đồng Lan đánh giá, nhưng nếu nói về số lượng, chưa chắc đã nhiều bằng sư phụ. Nhắc đến chuyện chính, giáo sư Quan lại nghiêm túc, bà lắc đầu nói, của lão Kỳ cũng không ít đâu, hơn nữa đồ của ông ấy chất lượng, còn bộ sưu tập của tôi chỉ được cái đa dạng. À, Du Huyền và Ngô Dư, hai cô sinh viên, giờ mới biết đến chuyện này. Nhiều sưu tập như vậy, chẳng phải giáo sư Quan là tỷ phú rồi sao? Ngô Dư ngây ngô nói. Bà cụ nhỏ nhắn, cứng nhắc này thường ngày chẳng có vẻ gì là nổi bật, cũng chẳng có ham muốn gì về vật chất, ai ngờ lại sở hữu khối tài sản lớn như vậy. Đồng Lan cười nhẹ, nói, thị trường thì luôn biến động, hơn nữa còn phải xem lĩnh vực sở trường của họa sĩ, như giáo sư Khúc. Gần đây tác phẩm đắc ý bán được 1,6 triệu, trước đây tranh của ngài ấy bị lạnh nhạt suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, Đồng Lan lại đổi giọng, nhưng không phủ nhận rằng bộ sưu tập trị giá hàng trăm triệu kia là có thật. Khi đợi đèn đỏ, cô quay lại nhìn Du Huyền, nói, tác phẩm của sư công vẫn luôn tăng giá. Đặc biệt là các tác phẩm về hoa mai, sau này vượt qua con số hàng chục triệu cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Sư công chính là người lãnh đạo thế hệ trước của trường phái hội họa Lĩnh Nam, Quan Sơn Nguyệt. Sau này nhiều tác phẩm của ông bán đấu giá cũng lên đến hàng chục, hàng trăm triệu. Cứ thế trò chuyện suốt đường đi, Trần Trứ cũng vô tình học thêm được chút kiến thức về nghệ thuật. Về đến trường, giáo sư Quan muốn về nhà thu dọn hành lý trước. Trần Trứ giúp bà mang vali đến cửa, nhân lúc mở cửa thì nhìn lướt qua, phát hiện bên trong trống trải. Đồ nội thất màu trắng trông rất sạch sẽ, nhưng phản chiếu trên nền gạch lát không chút bụi bẩn, cảm giác lạ lùng lại có chút cô đơn. Trần Trứ biết bà cụ này chưa từng kết hôn, nên hắn hiểu được phần nào cảm giác cô đơn này. Nhưng sao lại không thấy những bộ sưu tập được đồn đại là có giá trị hàng trăm triệu nhỉ? Sau đó hắn mới nhận ra, có lẽ giáo sư Quan cũng như vị hiệu trưởng Kỳ kia có một nơi chuyên để bày biện đồ sưu tập. Sắp xếp xong cho giáo sư Quan, Trần Trứ lại theo Du Huyền về ký túc xá nữ. Đi công tác nửa tháng, Du Huyền cũng có nhiều thứ cần thu dọn, nhưng cô lại quý trọng thời gian có thể ở bên Trần Trứ hơn. Đồng thời, lâu rồi không gặp bạn thân, hai người cũng có nhiều chuyện muốn tâm sự. Hơn nữa, cô còn phải về nhà thăm bà. Việc nhiều, cốt tỷ bận rộn trông như gà mắc tóc, không đầu không đuôi. Trần Trứ không nhịn được cười, nói, đừng lo, cậu và Ngô Dư về ký túc xá thu dọn trước đi. Mình sẽ gọi Hoàng Bách Hàm và Viên Viên qua đây, lâu rồi cậu chưa gặp mọi người, nhân tiện lần này tụ tập một chút. Vốn chỉ là một câu nói rất bình thường. Khóe miệng Ngô Dư khẽ động, cuối cùng không nhịn được, nhưng lại cố tỏ vẻ không quan tâm hỏi, không gọi Vương Trường Hoa ngốc nghếch kia à? Trường Hoa, Trần Trứ đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Ngô Dư. Ngô Dư là bạn thân của cả lúc lắc, hai người họ có vài điểm khá giống nhau, ví dụ như họ không vô duyên vô cớ quan tâm hay để ý đến một chàng trai nào cả. Nếu có hành vi như vậy, nghĩa là có chuyện xảy ra rồi. Ánh mắt của Trần Trứ vốn đã có sự sắc bén, thấu hiểu lòng người, giờ bị nhìn như thế, Ngô Dư cảm thấy suy nghĩ trong lòng mình như bị phơi bày hết ra. Cô không kìm được mà biện minh theo kiểu giấu đầu hở đuôi, làm gì chứ? Mình chỉ nghĩ nếu Vương Trường Hoa biết tụ tập mà không gọi cậu ấy, chắc lại sẽ lải nhải trong nhóm, mình không muốn nghe cậu ấy nói đâu, tốn dung lượng lắm. Được thôi, Trần Trứ thu hồi ánh mắt, lời giải thích này vừa miễn cưỡng vừa không cần thiết. Quả nhiên, các cụ ngày xưa nói cấm có sai, giải thích chính là che giấu. Nhưng người ta lúc này đều rất nhạy cảm, Trần Trứ lo rằng nếu kích thích thêm, cô bạn Ngô Dư có thể sẽ xấu hổ và trở nên giận dữ. Để giúp cô hạ nhiệt, Trần Trứ chủ động giải thích lý do không gọi Vương Trường Hoa. Mình định phát một số tờ rơi học tập tại các trường đại học, tận dụng kỳ nghỉ đông để tăng doanh thu. Trần Trứ chỉ nói hai câu, Ngô Dư đã hiểu nguyên nhân. Học tập ở Quảng Châu, sinh viên dạy thêm chủ yếu đến từ các trường đại học Trung Đại, Đại học Công nghệ Hoa Nam, Đại học Kinh tế và Luật Quốc tế Trung Quốc và Đại học Sư phạm Hoa Nam, vì đây là 4 trường thuộc 985 và 211. Nhiều nhất là thêm Học viện Mỹ thuật Quảng Châu và Học viện Âm nhạc Tinh Hải, hai trường nghệ thuật này. Vương Trường Hoa học ở Đại học Quảng Châu, không có năng khiếu nghệ thuật, thành tích văn hóa thì lại bị các trường như Đại học Trung Đại và Đại học Công nghệ Hoa Nam bỏ xa. Tìm cậu ta đến góp vui làm gì chứ? Đúng đấy, gọi tên phế vật ấy làm gì? Ngô Dư cũng tỏ vẻ đồng tình với ý kiến của Trần Trứ, nhưng trên mặt lại có chút thất vọng không che giấu được,
rồi cùng Du Huyền quay lại ký túc xá. Chết tiệt, không lẽ thật sự có chuyện đó? Trần Trứ cảm thấy hơi hoang đường, đứng yên tại chỗ một lúc rồi mới rút điện thoại ra liên lạc với các bạn khác. Khoảng nửa tiếng sau, Du Huyền vì không muốn bạn trai phải đợi lâu, đã nhanh chóng sắp xếp xong xuôi rồi đi xuống lầu. Hoàng Bách Hàm và Triệu Viên Viên cũng lần lượt tới Quảng Mỹ, Du Huyền đang định rủ mọi người đi ăn lẩu bình dân ở nhà ăn. Không ngờ Trần Trứ lại nói, khoan đã, còn Vương Trường Hoa cũng sẽ đến. Sao cơ? Du Huyền ngạc nhiên hỏi, vừa rồi cậu bảo không gọi Trường Hoa mà. Trần Trứ liếc nhìn Ngô Dư với vẻ đầy ẩn ý, cười nói, thôi thì gọi cậu ấy đến luôn, thiếu một người sẽ không thành câu thành ngữ được. Thành ngữ gì cơ? Cô nàng mỹ nhân ngốc nghếch Du Huyền hoàn toàn không hiểu ý giễu cợt trong giọng nói của Trần Trứ. Nhưng người trong cuộc lại hiểu, mặt Ngô Dư bỗng đỏ bừng lên vì Trần Trứ từng trêu rằng cô và Vương Trường Hoa là cặp hoa ngôn xảo ngữ. Mọi người đứng dưới lầu trò chuyện, tiện thể đợi Vương Trường Hoa đến. Ngoại trừ Trần Trứ ra, mấy người còn lại đều là sinh viên năm nhất bình thường, chủ yếu là than phiền về nội dung các kỳ thi cuối kỳ của các môn chuyên ngành khác nhau. Đồng thời, ai cũng mong chờ kỳ nghỉ đông đầu tiên không có bài tập kể từ khi đi học. Không lâu sau, Vương Trường Hoa cuối cùng cũng xuất hiện. Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy Vương Trường Hoa, Ngô Dư lại cảm thấy tức giận vô cớ. Có cảm giác như muốn nói, vì cậu mà tớ bị Trần Trứ, tên đáng ghét có đôi mắt như chứa đầy nọc độc của rắn, chế giễu. Sao cậu không đến sớm hơn chút? Tính tình con gái của Ngô Dư nổi lên, nói không chút nể nang, lần nào cũng để bọn tớ chờ, không muốn đến thì đừng đến. Vương Trường Hoa bị mắng không đầu không đuôi, đứng ngẩn người, rõ ràng cậu vừa nhận được điện thoại là bắt xe đến ngay. Khoảng cách xa, đâu phải lỗi của mình chứ? Ai chọc giận cậu ấy thế? Vương Trường Hoa hạ giọng hỏi Trần Trứ, cứ như vừa nuốt phải viên đạn ấy. Là mày chọc cậu ấy đấy. Trần Trứ cười mập mờ, trong lòng lại có chút cảm khái và vui vẻ. Điều cảm khái là, tên Vương Trường Hoa này đúng là số tốt, lại được Ngô Dư, một cô nàng xinh đẹp để ý. Điều vui là, Vương Trường Hoa là bạn mình, cậu ấy có kết cục tốt thì đúng là chuyện đáng chúc mừng, uống ba chén rượu. Tao có chọc cậu ấy đâu. Vương Trường Hoa không hài lòng lẩm bẩm, nhưng lại giữ thái độ phóng khoáng kiểu quân tử không chấp với tiểu nhân, không để bụng. Ngược lại, hôm nay lại có chuyện khiến cậu ta thấy rất vui. Trần Trứ này. Vương Trường Hoa tự đắc nói, mày biết không, chiều nay có một cô gái tỏ tình với tao đấy. Ồ, thật không đấy? Trần Trứ vô thức liếc nhìn Ngô Dư. Bước chân của cô bỗng khựng lại. Đột ngột và vụng về, giống như bầu trời xanh không một gợn mây bỗng nhiên sấm chớp đùng đùng. Chương 300, đồ ngốc. Tất nhiên là thật rồi. Vương Trường Hoa tưởng Trần Trứ không tin, liền nhấn mạnh thêm một lần nữa. Ai già? Trần Trứ lắc đầu, đến giải vây giúp mà còn không cần. Đúng là trên đời này chỉ có đặt sai tên, chứ không có gọi sai biệt danh. Trần Trứ được gọi là chủ nhiệm Trần vì cậu giả tạo và khôn lỏi. Hoàng Bách Hàm được gọi là đại hoàng vì cậu ấy trung thành với bạn bè, nhưng đôi khi lại ngây ngô dễ bị người khác lừa. Còn Vương Trường Hoa, mọi người đều quen gọi cậu là đồ ngốc Vương Trường Hoa vì đôi khi làm việc không theo logic, huống chi là việc nhận biết sự thay đổi cảm xúc tinh tế của những người xung quanh. Nhưng mà, với lời nói của Vương Trường Hoa, Hoàng Bách Hàm lại kiên quyết không tin. Tên này thích chém gió lắm. Đại Hoàng cười khẩy nói, chỉ thích làm mấy chuyện ầm ĩ để thu hút sự chú ý thôi, hồi cấp 3 chẳng phải đã từng dùng mấy trò đó rồi sao. Trong lòng Hoàng Bách Hàm, việc Trần Trứ được con gái tỏ tình là chuyện đương nhiên, vì cậu ấy giỏi giang lại còn đẹp trai. Việc mình được con gái tỏ tình cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận, vì học lực tốt. Còn cái tên Vương Trường Hoa này, chẳng có nhan sắc, không có trí tuệ, lại còn thích khoe mẽ, cô gái nào cận thị đến 2 vạn độ mới đi tỏ tình với cậu ta. Nam sinh từ 22 tuổi là một nhóm người rất kỳ lạ, phần lớn họ đều có chút tự ti. Nhưng mà, nếu để những chàng trai này tự nguyện thừa nhận bạn bè bên cạnh giỏi hơn mình, thì đa phần lại không làm được. Bởi vì ở cái tuổi trẻ bồng bột này, thực tế lại chẳng có gì trong tay, rất dễ hình thành tâm lý tự luyến xen lẫn tự ti, chính là cái gọi là trai thường. Trừ khi như Trần Trứ, năng lực thực sự bỏ xa bạn bè đồng trang lứa quá nhiều bậc, khiến người khác tự thấy hổ thẹn. Hoặc là một nam sinh nào đó có nhan sắc được cả nhóm công nhận là đẹp trai. Cái đẹp này không phải do đám con gái nghĩ là đẹp trai, mà chỉ khi con trai cảm thấy cậu ta đẹp trai thì mới là thật sự đẹp trai.
Vương Trường Hoa không chiếm được điểm nào trong hai yếu tố đó, thành tích lại không tốt, Đại Hoàng đã coi thường cậu ta từ hồi cấp 3. Sau này vì Trần Trứ, Hoàng Bách Hàm mới dần hiểu hơn về con người này, dù sau này biết được Vương Trường Hoa rất có nghĩa khí, thực sự có thể làm bạn bè. Nhưng trong lòng Hoàng Bách Hàm thì xếp hạng như sau, sức hấp dẫn cá nhân, Trần Trứ hơn bản thân mình, còn mình thì hơn Vương Trường Hoa. Giờ Hoàng Bách Hàm nghĩ bản thân còn chưa có ai tỏ tình, thì cậu ta lấy đâu ra tư cách để mà khoe khoang. Chết tiệt. Vương Trường Hoa cũng không vui, chém gió là hồi cấp 3 trẻ trâu thôi được chưa, giờ tao cai chém gió rồi. Cậu với cô gái đó quen nhau thế nào? Du Huyền và Triệu Viên Viên, hai cô gái 170 thuần khiết, không quan tâm có chém gió hay không, mà chú ý đến quá trình câu chuyện này diễn ra. Hụ, hụ, hụ. Vương Trường Hoa hắng giọng rõ to, vừa đi về phía quầy lầu nhỏ trong nhà ăn Học viện Mỹ thuật Quảng Châu, vừa kể chuyện vừa khoe khoang. Cậu hoàn toàn không nhận ra sắc mặt của Ngô Dư không được tốt, nhưng lại lạnh lùng lắng nghe. Hóa ra là một ngày hơn 2 tháng trước, Vương Trường Hoa nhặt được một cái thẻ ăn cơm ở cạnh sân thể dục. Lúc này Đại học Quảng Châu vẫn chưa như Đại học Trung Đại thực hiện số thẻ hợp nhất. Thế nên thẻ ăn cơm chỉ là thẻ ăn cơm, không thể phát hiện ra bất kỳ thông tin cá nhân nào từ đó. Nhưng Vương Trường Hoa, có thể nói cậu ta ngốc nghếch, thích thể hiện, nhưng phẩm chất tuyệt đối không có vấn đề gì, nếu không thì đã chẳng được Trần Trứ chấp nhận. Vì vậy sau khi nhặt được thẻ ăn cơm, Vương Trường Hoa không hề nghĩ đến chuyện lén đi căng tin mua chút đồ ăn vặt, ngược lại còn nghĩ bạn học mất thẻ chắc sẽ quay lại tìm, nên cậu đành đứng đó đợi. Khoảng một tiếng sau, một cô gái thực sự quay lại tìm kiếm, Vương Trường Hoa liền tiến lại hỏi, và kết quả đúng là thẻ ăn cơm bị mất của cô ấy. Cô gái thấy thẻ ăn cơm bị mất mà tìm lại được thì đã vui rồi, lại nghe Vương Trường Hoa bốc phét đứng chờ cả mấy tiếng, cảm động mời cậu ăn cơm và kết bạn quy quy. Sau đó cứ nước chảy thành sông, thỉnh thoảng cô gái lại rủ Vương Trường Hoa đi ăn. Vương Trường Hoa không có cảm giác với người ta, cậu chỉ đơn thuần thấy cuối cùng cũng có người nghe mình chém gió ở trường, nên mỗi lần đều vui vẻ đi. Thời gian trôi qua, cô gái dần nhận ra ưu điểm của Vương Trường Hoa, cuối cùng hôm nay chủ động tỏ tình, hỏi cậu có muốn làm bạn trai mình không. Cả câu chuyện dường như chẳng có chút kịch tính nào. Nhưng từ những lời miêu tả ngắn ngủi, lại có thể cảm nhận được dường như nó đã thực sự xảy ra ngay bên cạnh. Dù sao, cuộc sống thường ngày của sinh viên đại học cũng có rất nhiều điểm giống nhau. Wow! Du Huyền và Triệu Viên Viên đều nghe xong với vẻ mặt hạnh phúc vì cả hai cảm thấy câu chuyện này có chút ngọt ngào. Câu chuyện sáo rỗng, mày chép từ bài viết nào trên diễn đàn trường chứ gì? Ngoài mặt Hoàng Bách Hàm tỏ vẻ khinh thường, nhưng trong lòng Đại Hoàng cũng sẽ không thừa nhận rằng mình nghe xong cũng có chút xao xuyến. Vì câu chuyện này hơi giống với những lần gặp gỡ hàng ngày trước đây của mình và Mưu Giai Văn. Thời nay không còn tường ký túc xá, chỉ có diễn đàn sinh viên, nhưng chức năng cơ bản cũng giống như tường ký túc xá. Nào là chuyện tám nhảm, thông báo tìm đồ, tố cáo kẻ xấu, chia sẻ câu chuyện tình yêu, thậm chí là kể về những câu chuyện ma xảy ra với chính mình. Cần tôi cho cậu xem nhật ký trò chuyện không? Vương Trường Hoa bị khích bác cũng thấy bực mình, liền định rút điện thoại ra. Nhưng mới nhập được một nửa mật khẩu màn hình khóa, Vương Trường Hoa lại thu điện thoại về, ngẩng đầu nói, tôi phải bảo vệ sự riêng tư của cô ấy. Nhìn đi, không dám cho bọn này xem chứ gì. Đại Hoàng như bắt được thóp, cười nhạo Vương Trường Hoa. Thậm chí còn nhìn quanh, tìm kiếm đồng minh và rất nhanh nghĩ đến Ngô Dư. Ai cũng biết, Ngô Dư và Vương Trường Hoa là đôi oan gia, cứ ba câu thì hai câu lại cãi nhau, gặp mặt là châm chọc nhau điên cuồng. Lần duy nhất hòa bình là ngày uống rượu vào đêm Giáng sinh khi có chuyện xảy ra, hai người đồng lòng đối ngoại, không cãi nhau. Chỉ có điều sau này trong nhóm chat, cả hai vẫn ngày ngày đấu khẩu. Ngô Dư, cậu nói xem có phải cậu ta đang chém gió không? Đang mơ mộng tưởng tượng ra thôi chứ gì? Hoàng Bách Hàm hỏi. Đại Hoàng vốn đang đợi Ngô Dư mạnh mẽ đồng ý với quan điểm của mình. Nhưng mà, cậu hoàn toàn không hiểu con gái. Ánh mắt của Ngô Dư dừng lại trên mặt Vương Trường Hoa một lát, nhàn nhạt nói, có lẽ là thật đấy, có khi cũng có những cô gái không được thông minh lắm thích cậu ấy mà. Hoàng Bách Hàm gãi đầu, nghĩ thầm chuyện gì đây, sao không có cảnh tượng mọi người cùng cười nhạo như mình tưởng tượng. Tuy nhiên, với sự quan sát và thấu hiểu tâm lý con người của Trần Trứ, hắn cảm thấy nếu lúc này nghi ngờ rồi cười nhạo to thì đúng là bạn xấu. Đồng chí Ngô Dư nói câu này, có vẻ như là đang ghen nhỉ.
Chỉ có điều cô ấy che giấu quá giỏi, hơn nữa mọi người tuyệt đối không nghĩ theo hướng đó, nên chẳng ai nhận ra. Nhìn đi, vẫn có người sáng suốt mà, ha ha, thật là. Vương Trường Hoa cười khan hai tiếng, nói, cậu ta thật sự cười khan, hơn nữa còn là nụ cười miễn cưỡng. Vốn Vương Trường Hoa chỉ đơn thuần muốn khoe khoang với bạn bè một chút, dù sao trong 19 năm cuộc đời độc thân, đây là lần đầu tiên có con gái chủ động tỏ tình với mình. Phản ứng của Hoàng Bách Hàm nằm trong dự đoán, dù sao trước đây mình cũng rất thích khoe khoang. Nhưng phản ứng của Ngô Dư, Vương Trường Hoa lại không cảm thấy vui vẻ vì được tin tưởng và công nhận. Thậm chí trong sâu thẳm tâm hồn, còn thoáng qua ý nghĩ nếu mình thật sự có người yêu, cô ấy có phải cũng sẽ thờ ơ không? Vương Trường Hoa không có ý định dùng chuyện có người tỏ tình để thăm dò, hiện giờ cậu cũng không rõ cảm xúc của bản thân. Nhưng, thần kinh lại cho cậu cảm giác thăm dò thất bại. Tại sao nhỉ? Vương Trường Hoa cũng âm thầm suy nghĩ. Thật ra lúc này, tấm giấy ngăn cách giữa hai người đã mỏng như cánh ve, nhưng không ai biết làm sao để chọc thủng. Vì vậy, đôi oan gia luôn đấu khẩu hôm nay lại im lặng khác thường. Và cảm xúc này cũng ảnh hưởng đến những người khác. Mọi người tuy không biết lý do là gì, nhưng đều có chút không thoải mái. Chủ nhiệm Trần, khi ăn lẩu Du Huyền, lén ghé sát hỏi, sao cảm giác hôm nay có gì đó không đúng vậy? Trần Chứ nở nụ cười, hóa ra cô nàng ngốc xinh đẹp cũng nhận ra. Có à, Trần Chứ giả vờ không biết, mình thấy mọi thứ vẫn như bình thường mà. Trần Chứ sẽ không giúp bọn họ phá vỡ tình huống này, mình đâu phải Nguyệt Lão, chuyên xe duyên cho người khác. Nhưng mà, thỉnh thoảng gợi ý dẫn dắt một chút hoặc tạo điều kiện cho bọn họ, việc này thì làm được. Hay là về bảo Lão Tằng lập một trang web hẹn hò, quảng cáo với slogan là dịch vụ chọn gói lấy giấy chứng nhận chỉ với 100.000. Suy nghĩ của Trần Chứ bay rất nhanh, chẳng mấy chốc đã không biết lạc đến góc nào. Du Huyền thấy bạn trai cười trông không có ý tốt, không nhịn được liền véo vào lòng bàn tay hắn một cái. Cả lúc lắc rất thích đặt tay của Trần Chứ lên đùi mình, rồi vô thức xoa xoa. Đây dường như là một hành động mà con gái thường làm khi đang yêu. Vì thế không chỉ có sự tiếp xúc thân mật mà còn có thể cảm nhận được tâm trạng của đối phương thông qua những cử động nhỏ của ngón tay. Nhìn bàn ăn trầm lắng, Trần Chứ nghĩ rằng không thể cứ tiếp tục thế này, ăn cơm mà chẳng còn hứng thú. Nên nhân việc sắp xếp nhiệm vụ phát tờ rơi cho Hoàng Bách Hàm, hắn bèn chuyển chủ đề. Lần trước phát tờ rơi, mày phát loạn xạ hết cả. Trần Chứ không vui nói, bảo mày đến thư viện và căng tin có đông người mà phát, kết quả mày chỉ phát ở trong ký túc xá thôi. Làm sao mày biết được? Hoàng Bách Hàm giật mình, tưởng rằng bên cạnh mình có gián điệp. Đại Hoàng không phải là không có tâm, chỉ là nghĩ rằng ai trong Đại học Công nghệ Hoa Nam mà không biết đến tên tuổi của trang web học tập, phát tờ rơi đơn thuần là thừa thãi. Nhất là còn phải phát trước mặt nhiều bạn học như vậy, khiến nam sinh 19 tuổi có chút ngại ngùng. Trường mày có nhiều người làm gia sư trên trang web học tập lắm, tao hỏi qua một chút là biết ngay thôi. Trần Chứ giải thích, rồi cau mày nói với Hoàng Bách Hàm, những tờ rơi này vẫn phải phát. Quảng Châu và Quảng Đông là đại bản doanh của tao, dù chỉ một chút sơ hở cũng không thể để cho đối thủ cạnh tranh sau này lợi dụng. Thực ra hiện tại trong tỉnh không hề có nền tảng môi giới gia sư tương tự, trang web học tập thuộc loại kỳ lân. Nhưng Trần Chứ quen thói phòng xa, hơn nữa hắn biết khi trang web thực sự nổi tiếng, mô hình kinh doanh này chắc chắn sẽ bị tranh nhau bắt trước, vì vậy phải mở rộng ảnh hưởng càng sớm càng tốt. Thấy Trần Chứ nghiêm túc như vậy, dù Hoàng Bách Hàm vẫn không tình nguyện, nhưng cũng gật đầu. Nếu còn làm qua loa, tao sẽ trực tiếp thuê mấy sinh viên làm gia sư phát tờ rơi. Trần Chứ cười nói, cho mày cơ hội rèn luyện xã hội mà không biết quý trọng. Thôi nào, thuê họ phải tốn tiền. Đại Hoàng không ngốc, tìm bọn tao thì không tốn tiền, tưởng tao không biết mày đang tính toán cái gì chắc. Ha ha. Trần Chứ cười sảng khoái, rồi quay sang nói với Viên Viên, đừng có học anh Bách Hàm của em, bảo cậu ấy làm chút việc là dở đủ trò, giống như Chư Bát Giới trong Tây Du Ký vậy. Cũng đừng học anh Trần Chứ của em. Hoàng Bách Hàm phản bác, lúc nào cũng thích chỉ đạo người khác, giống như Đường Tăng trong Tây Du Ký vậy. Bị ảnh hưởng bởi bản Tây Du Ký năm 1982, người thời đại của Trần Chứ gần như đều coi Đường Tăng là phản diện. Cứ cảm thấy ông ta lắm lời lại cổ hủ, làm ảnh hưởng đến màn thể hiện của Tôn Ngộ Không. Viên Viên dùng đôi bàn tay nhỏ bé che miệng cười khúc khích, không đắc tội bên nào cả. Trần Chứ thì lén nói với Du Huyền, nếu mình là Đường Tăng, thì cậu là nữ vương nữ nhi quốc.
Nếu cậu hỏi câu đầu tiên là Thánh Tăng có nguyện ý ở lại không, chắc mình đi tắm rồi lên giường nằm luôn rồi. Du Huyền nghe xong, có chút muốn cười nhưng lại thấy bầu không khí bây giờ không hợp lắm. Hàm răng nhỏ trắng muốt khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt lúng liếng càng thêm mê hoặc. Nhờ có sự xen vào của Trần Trứ, bầu không khí trên bàn ăn cuối cùng cũng bình thường hơn, ít nhất cũng không quá ngượng ngùng để ăn xong bữa cơm này. Dù vậy, Ngô Dư và Vương Trường Hoa vẫn không nói lời nào. Ăn cơm xong, Trần Trứ định đưa Du Huyền về nhà, đồng thời bảo Hoàng Bách Hàm tiện đường đưa Viên Viên về. Đại Hoàng, ở trạm xe buýt, Trần Trứ nhìn bóng dáng Hoàng Bách Hàm dưới ánh đèn đường. Hình ảnh mơ hồ, mịt mờ, giống như đang sống trong một thực tại hư ảo, mãi mà không thể đứng vững để nhìn rõ bản thân mình. Trần Trứ suy nghĩ một lát, bước tới hỏi, bây giờ lòng tự tôn của mày có thể chấp nhận việc gặp lại Tiểu Mưu không? Bây giờ á? Hoàng Bách Hàm bình thản nói, tất nhiên rồi, bọn tao từng gặp nhau ở trường, tâm trạng cũng chẳng có dao động gì. Vậy thì tốt. Trần Trứ gật đầu, tao cũng sẽ nhờ Mưu Giai Văn giúp phát tờ rơi, lần này bọn mày có lý do ở cùng nhau rồi. Cái gì? Đại Hoàng vừa mới giả vờ bình tĩnh thì lập tức trở nên liền cuống, sau đó túm lấy cánh tay Trần Trứ. Sao lại thế? Tạo cơ hội giúp mày thôi. Trần Trứ nhếch miệng về phía Vương Trường Hoa. Trường Hoa sắp có được hạnh phúc rồi, mày cũng không thể thua kém quá nhiều được, còn tao thì... Trần Trứ dừng lại, cười khổ một tiếng, tao không xứng. Trần Trứ nói một câu có ba tầng ý nghĩa, nhưng mỗi tầng ý nghĩa Hoàng Bách Hàm đều không hiểu. Trường Hoa sắp có được hạnh phúc rồi, hạnh phúc của cậu ấy là với cô gái làm mất thẻ cơm kia sao? Cậu cũng không thể thua kém nhiều, chẳng lẽ gặp lại Mưu Giai Văn thì có thể đuổi kịp tiến độ hạnh phúc, còn nói mình không xứng. Trần Trứ, cậu đã thành công như vậy, lại còn cưa đổ hai cô gái xinh đẹp mà vẫn nói không xứng đáng với hạnh phúc. Chỉ có thể nói rằng Đại Hoàng hiểu biết về thế giới này còn quá hạn chế, hoàn toàn không thể hiểu được lời nói bóng gió hoặc trực tiếp của Trần Trứ. Nhưng cũng không thể trách cậu ấy hoàn toàn, vì ngay cả Vương Trường Hoa cũng chưa cảm nhận được dấu hiệu của hạnh phúc gõ cửa. Vương Trường Hoa chỉ cảm thấy bữa ăn này không hề ngon miệng, sớm biết thế này đã không khoe chuyện có người tỏ tình với mình rồi. Nói ra rồi, chẳng có chút niềm vui nào giống như cậu ta tưởng tượng cả. Trần Trứ cũng không sắp xếp cho mình nhiệm vụ đưa ai về hoặc phát tờ rơi. Vương Trường Hoa chán nản vẫy tay với mọi người, vậy mình về trước nhé. Trường Hoa, mày vội về làm gì thế? Trần Trứ liếc nhìn Ngô Dư, cười hỏi. Ừ. Ngô Dư đã nén cả buổi tối, giờ dưới sự xúi dục của Trần Trứ, cuối cùng không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, người ta đã có bạn gái rồi. Tất nhiên phải về sớm mà bầu bạn chứ. Nếu là trước đây, Vương Trường Hoa chắc chắn sẽ cãi nhau một trận với Ngô Dư vì cô ấy đang vu khống mình. Nhưng hôm nay Vương Trường Hoa chẳng còn hứng thú, khóe miệng cậu động đậy, mãi mới thốt ra được câu thần kinh, tôi có đồng ý đâu, rồi bước lên xe buýt với từng bước chân nặng nề. Nhìn bóng lưng đầy tức giận của Vương Trường Hoa, đột nhiên Ngô Dư cảm thấy cay cay nơi sống mũi, khẽ mắng một câu, đồ ngốc. Các bạn vừa nghe xong tập 30 của bộ truyện Đều Trùng Sinh Ai Thi Công Chức A của tác giả Liễu Ngạn Hoa Hữu Minh tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.